được chứ. Học nó đáng như vậy học. Coi đầu lai đáng như đồ thập cẩm. Chưa thấy hiện hồng. Xem chia xa chia sẻ like đi mấy chứ ơi. Đầu like em bán, đầu like em bán rẻ cho mấy chị. Cái gì rẻ đây, 49.000, 49.000 chị bán hết rồi. Chào chị Hậu, chào chị Mai Trinh nha, em tác chị Mai Trinh. Đầu like này em bán hàng hàng rẻ cho mấy chế, nhưng hôm nay bán thập cẩm. Chào Yến Quanh nha, chia sẻ like đi mấy chứ, chia sẻ cho lên 500 người cho dễ bán. Chị Mai Trinh còn giữ đơn của chị hả? Dạ, để em coi lại chưa. Nhiều đơn còn giữ lắm. Tại vì em hôm nay không có like, hôm nay em bận không có like. Chào mấy chế nha, đầu like bán cái gì vậy? Rồi đầu like bán áo em mặc luôn đi. 59k. Đầu like bán áo của em 59k luôn nha. Chứ giờ bán gì vậy? Không bán gì đây. Đó, mặc 59k đi. Trần Thiện. Ủa vậy hả em? Chú coi tin nhắn nữa, hôm rồi tin nhắn đông quá nên nó bị cái gì mở hết lên rồi mọi người ơi. Nhắn tin em mở hết lên luôn rồi. Nó đông quá, nó nhiều quá, nó bị kẹt hay sao á. Rồi nha, tám chút xíu rồi bán. Tiếng gì tặng cho bà kia, bà đang ở đâu rồi bà chào nè. Chào chị Cẩm, trời ơi bà Cẩm đang ở Tiên Linh hả? Bà Cẩm đang ở đâu rồi bà chào tôi nữa bà nội. Bà nội ra ngoài nha. Rồi chia sẻ đi mấy chị ơi. Áo em mặc 59.000. Ờ kia bán mấy cái áo 49.000 mấy chị. À đây. 49.000 thì cho vui nhà vui cửa. Mình gặp nó sao hay sao. Có sáng đi đêm phải không em. Ôi 49k lên nhũ luôn nha. Áo chị mặc len mịn không hả chị Kim Thoa? Áo em mặc là len lỗ chưa, không phải len Montegi đâu, không phải len Montegi nha, không mịn nha. Áo này không mịn nha mấy chị, không mịn, nó là dạng len lỗ len đan nha. Còn áo em đang cầm đó là mịn nè, cái này là Montegi là mịn nè. Áo em mặc cái kiểu này nó đang hot thôi chứ nó không có mịn nha, nó là hot nha. Ai lấy áo em đang mặc thì comment áo em mặc đi. Rẻ lắm, có 59.000 chị ơi. Có ai xem mà cho vài view đi, hôm nay em bán đồ thập cẩm nha. Áo thun, áo len, áo gì cũng có hết trơn á trời á. À bán mấy cái này 19.000 cho mấy chị luôn đi. À đúng rồi, bán mấy cái áo thun 19.000. Mấy cái áo Trang Huỳnh là ai vậy? Em bán đồ mới mà mấy chị, em không có bán đồ cũ mấy chị. Thấm thằng trời khắp ở trời. Đây bán mấy áo thun này 19.000 nha mấy chị. Bán sale nha, nhớ mua mấy cái này là phải mua kèm theo cái gì đi đủ đơn 100.000 nha. Em bán cái này bán kẹp theo mấy cái gì đi đủ đơn 100.000 nha mấy chị. Chứ không phải mua có cái áo mấy chị đặt cái áo không gì rồi lát rồi tụi em chốt đơn tụi em xả ra nó rất là mệt nha. Rồi nha. 19k. Khỏi đợi chờ lâu lắm quá, nghỉ chơi mini game luôn. Hôm nay nghỉ chơi mini game luôn hả? Có chơi không? Cho mini game trúng áo đi. Có ai muốn chơi mini game đấu số không? Chơi mini game thì bấm lên đấu số, chơi mini game cho nó vui. Còn không thì vô mua. Em dễ lắm sao cũng được chân. Em dễ lắm sao cũng được chân nha mấy chị. Trời ơi em không có bán đồ cũ đâu mấy chị. Em bán đồ mới à, đừng có vô hỏi em đồ cũ hay đồ mới nha. Em là quạo nên nó điên lên nữa. Rồi chưa, có ai muốn chơi mini game thì bấm chơi mini game nha. Còn không muốn chơi mini game thì vô bán luôn. Ai có việc bán mua thì comment bán mua, họ mua luôn đi. Mấy cái áo này do để treo ở ngoài nha mấy chị. Treo ở ngoài nên nó dính bụi trên vai thôi. Thường thường treo là sẽ dính bụi trên vai, giờ giặt giùm em nha. Sale mấy cái áo này 19k nha.
số. Số hả chị Mai Trinh? Mèo Salem áo đính đá của trái siêu đẹp, thích giả ma. Trời cảm ơn em nhiều mèo Salem ơi. Nó đẹp nhưng mà nó có size nên nhiều chị á, cái form người da nhỏ da to á, bây giờ nó lộn xộn size chị muốn điên luôn. Rồi số tặng gì thế? Tặng áo thun chị Mai Trinh ơi. Tặng cái áo thun em đang cầm luôn nha. Đón số, đón hai số nha. Đón hai số bấm liên tục với chị em, mỗi lần bấm hai số bấm liên tục giùm em đi. Tặng cái áo thun. Áo thun này bạn ở nhà bạn đi chơi cũng được, áo thun. Mấy chị muốn bạn tặng áo thun tặng. Tặng áo thun thì tặng, tặng áo áo len thì tặng. Đón số nha. Dạ đúng rồi, áo thun nha. 49k có màu khác không? 49k có em, cái áo len đó có hai màu. Nó là màu nâu với màu kem đó nhà ơi. Đợi tí xíu chị like nha. Đúng rồi, đừng có nói tôi điên. Rồi bấm hai số liên tục đi. Bấm đi Linh Trúc ơi, bấm hai số liên tục đi. Rồi tặng cháo này đi mấy chị ơi. Tặng cáo này nha. Rồi Linh Trúc 55 nè. Tại gì trời. Mấy chị ơi, chết mẹ hết thấy đường độc rồi. Thấy chị Mai Trinh comment li lẹ. Rồi mấy chị ơi comment đi. Tặng áo nha, tặng áo nha mấy chị. Ồ thấy chế mèo, thấy mèo Salem nè. 10, 42, 14. Rồi comment liên tục. Chào bạn, chào chị Hoa Phù Dung nha. Chào chị Hoa Phù Dung. Mấy chị thông cảm nhắn tin mét cho em á, là em không có trả lời được. Tại vì nó đầy quá, mở hết lên luôn rồi. Hổng gà nó bị kẹt, mở hết lên luôn rồi nha. Rồi mấy chế ai thích mua hàng của em thì mua, còn thích thì đi ra ngoài đi, khỏi có nói nhiều ha. Bữa nay điên lắm. Bữa nay điên cái lắm rồi. Ai cảm thấy mua được thì mua nha mấy chị. Tại vì đổi hàng bên em, đổi hàng đổi size gì tụi em có cho hết nha. Chào thanh em nha. Coi coi số nào. Gì cho Huỳnh nói gì cho. Không biết có phải khách bơm không, khách bơm vô cũng chửi. Thôi mọi người mua của em toàn là khách quen không mà chị, khỏi nói chị Trang Quỳnh ơi. Khách của em toàn là khách quen không mà, chứ khách lạ mà nói chuyện gì. Hồi bán liên tục đi mới chơi, tặng cáo này cho xong đi, tặng cáo xong, cáo hung. Nó hơi dính bụi trên vai thôi nha, hơi dính bụi trên vai gì giặt cho em mà sạch rồi. Không biết. Không biết nữa chị ơi, nhiều khách điện thoại đặt cho đã, điện thoại cũng có nghe đâu mà nói chuyện tới. Đặt một cái nhiều bà đặt một cái em nhắn tin em chửi luôn mấy chị thông cảm nha. Tại nhiều người đặt một cái là em điên lên luôn, chứ phải chốt hàng mà rảnh ngồi ship xong rồi xả ra ship rồi xả ra đâu mấy chị. Đọc số để em thôi lắc sốt thì chửi chết luôn. Số to nha mấy chị, số này số lớn nha. Comment số lớn đi mấy chế ơi. Thấy bà Yến Quanh, Yến Quanh xem chúng. Yến Quanh xem chúng nha. Comment số lớn nha mấy chị. Áo thun này dễ bận lắm, bận ở nhà cũng được nha mấy chế. Áo thun này dễ mặc. Nhìn cũng dễ thương mà, mặt sau không có hình đâu, chỉ có hình mặt trước thôi nha. Nó số lớn nha, comment số lớn đi mấy chơi. Chị Mai Trinh, à đúng rồi, chị Mai Trinh hôm bữa có trúng cái áo. Còn ai mua hàng mà muốn mua qua Shopee á thì cứ việc nhắn nói trên đây gửi Shopee, đặng em biết em gửi lên Shopee cho đỡ tốn tiền phí nha mấy chị. Mua tốn tiền phí nhiều khi cũng uổng tiền lắm. Rồi bảy quay nó đăng hàng luôn ha. Anh em nó quyết liệt. Áo dễ thương mà. Số lớn nghe, số lớn nghe. Số lớn, số lớn. Rồi coi có ai trúng không, số lớn. Anh em trúng kìa. Ai? Yến Quỳnh. Yến Quỳnh số mấy vậy? 93. Đâu? Đó. Chị Mai Trinh 96, Yến Quỳnh 93 thấy chưa? Không thấy. Chị, là chị em... để chị ghi. Có ai? Đâu, chị Mai Trinh đâu, em chưa thấy. Dạ em chào chị Ngô Trang nha. Anh em xem không thấy được. Chị ghi bình luận. Rồi, ai có bình luận 93 ghi giùm em đi mấy chị ơi. Bình luận 93 nè. Đây. 93 hay chưa? Yến Quanh á. Em không thấy được, chị ghi giùm em đi chị Ngọc. Trời, cái máy này tức quá. Không thấy ta. Chị ghi bằng điện thoại của chị đi. Được không? 96 Yến Quanh 93 đây nè. Đâu? Ủa sao chị không ghi được? À đúng rồi, nick của chị nick khác. Mấy chơi ơi, Yến Quanh trúng nghe, có người kiểm tra thấy Yến Quanh trúng nè. Số 93 nha mấy chị. Rồi nghe bà Yến Quanh inbox địa chỉ với số điện thoại cho tôi liền nha. Nhớ mua cái gì trên 100.000 mới cho trúng nha bà nội. Sao chị không ghi ấy được ta? Chị em ghi được đâu, chủ của em nằm bên đây không ghi được đâu. Số 93 trúng là bạn Yến Quanh đó nghe, có nick của bạn Yến Quanh nha. Có nick của bạn Yến Quanh nha.
Mấy bữa là thay rồi thì không chốt được thì ghim được. Ghim được hả? Ừ. Sao kỹ ta? Mấy bữa trên đây thì ghim. Rồi nghe có 93 của Yến Quanh nha. Rồi trả tiền. Rồi Yến Quanh mua cái gì? Yến Quanh á hả chị Mai Trinh? Rồi chị Mai Trinh thấy luôn rồi kìa. Chị Mai Trinh thấy Yến Quanh trúng không? Rồi chị Mai Trinh thấy Yến Quanh. Rồi em cảm ơn chị Yến Quanh nha. Này chị, dục cho bà Yến Quanh đi. Rồi em bán mấy cái này 19 ngàn luôn mấy chị. Bán mấy cái này 19 ngàn luôn nha. Ủa Trang Huỳnh là cái gì? Dạ dạ, dạ dạ chị Ngô Trang ơi. Không biết luôn. Nhiều người điện cũng máy luôn. Sao Ngô Thế Hạ là cái gì? Tiết Kha hỏi cái gì? Không biết nữa. Biết mua gì luôn. Rồi nha, ai lấy cái này comment giùm em sọc 19k luôn đi mấy chị. Sọc 19k mấy cái ống thun này là do treo trên xào nên nó cái dai nó hơi bị dơ gì giặt giùm em nha. Sọc 19k. Sọc 19. Có mấy cái 19 à, móc luôn đi. Không có vui. Rồi, đây, sọc 19, cô gái 19 nha. Ai lấy cái này comment cho em cô gái chữ 19k luôn nha. Sọc 19, cô gái chữ 19 nè. 19k Nguyễn Hồng Thấm à, Nguyễn Hồng Thấm có số điện thoại nè. Dạ em không xả hàng chị đâu chị Ngọc Tố ơi, chưa không xả chị đâu nha. Nguyễn Hồng Thấm 19k chứ có số điện thoại của Nguyễn Hồng Thấm, chị thấy chưa chị Ngọc? Thấy em, thấy chị chụp rồi nha. Rồi nha, sọc hết. Cô gái 19k, ai lấy cô gái thì comment giùm em là cô gái 19 nha. Dạ chị Mai Trinh em cũng biết nữa. Có hai chị Trang là hôm bữa em điện thoại á, có một cái em điện thoại em chửi luôn á chị. Tại vì mua rồi mua có một cái một xả tới xả lui còn lựa nữa. Mua đợt trước là mua áo đá hay gì còn đòi lựa lại chụp hình gửi nữa. Trời ơi, cực muốn chết luôn còn đòi chụp hình gửi nữa. Thanh em lấy cô gái hả? Rồi ok Thanh em nha. Thanh em cô gái nha. Cô gái của Thanh em rồi nè. Chị Hồng Thấm nãy có một cái bắt đầu em đọc mã nha. Ai lấy cái này chốt mã 5 giùm em đi. Mã 5 nè. Có mấy cái thôi. Mã 5 19 ngàn luôn nha. Nó hơi, em nói trước là bụi trên vai nó hơi dơ chút xíu vậy giặt giùm em nha ha. Đúng rồi chị Ngọc Tố ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 5 nha. Cái đó của Thanh em đó chị. Mã số 5 nha, mã số 5. Mấy cái này không to lắm chị ơi. Mấy cái này 60kg mặc được nha. Có một cái là nó hơi bị dơ nên em sale thôi nha ha. 19 ngàn lắm chứ gì giá. 19 ngàn gì giá giùm em. Rồi cái này là mã số 5 nè. Rồi chị Ngọc Tố mã số 5. Hình như cái chị Trăng Huỳnh đó là cái fan. Rồi cảm ơn nghe. Cảm ơn nghe. Mã 5 của chị Ngọc Tố nè. Hình như là cái bà Trang Huỳnh hôm bữa em điện thoại em chửi một cái, mua một cái rồi xong rồi giờ bà đi cuồng lên. Rồi cái này là mã. Rồi cái này là mã số 2 nha, ai lấy comment giùm em 2 nha. Mã 2 cũng cô gái luôn. Cái này phong to nha mấy chị. Giải nó không được đẹp, giải nó không được đẹp thôi nhưng mà 19k là nó đã lỗ rồi. Em mua về em bán vui cho mấy chị đang mua chung đơn hàng kia nha ha. Dạ Ngọc bé không có màu, không có màu em ơi. Không có màu em ơi, còn có vài cái mới sale giá này á. Mấy áo mới không có giá này đâu mặc dù giả mã nó đẹp. Mã 5 có nè chị. Rồi chị Ngọc Tố mã 2 ok luôn nè. Chị luyện vô giùm em luôn đi. Trung bọc không sao. Chị Ngọc Tố mã 2 ok luôn nha. Ủa cái này là áo len không to nha mấy chị. Áo len này là không to nha. 49k nha. Lấy thì comment giùm em mã 49 luôn. Mã 49 cái này là áo len nha. Áo len nha mấy chị. Trời ơi hàng mới chứ không phải hàng cũ đâu nha. Nãy bà Trang Quỳnh bà nói em bán hàng cũ á. Khổ ghê luôn. Hàng mới tất cả luôn mấy chị ơi, không phải hàng cũ, không phải hàng tiệm đâu. Ai lấy cái này comment mã 49. Cái này là giặt thấp giặt cao nha mấy chị. Nó là giặt thấp giặt cao như thế này nè ha, mã 49. Comment giùm em là 49 nha. 49k luôn. Cái này là 49.000 nha. Chị Hồng Thấm ơi không có đủ 5 cái chị ơi. Phải đủ em lấy cho chị à. Để em mình còn mã 19.000 thôi. Không có đủ 5 cái chị ơi. Sao hôm nay là ngày gì mà em không có bán đồ cũ. Không có đủ nha chị Hồng Thắm nha. Rồi mã này 49k. Anh em mình luận gì con? Không thấy hỗn hỗn có hiểu.
Cái này nó lên nó nói gì nó hiểu. 49.000 luôn đó nè. 49k chị vừa không? 49k để em canh số ký cho mấy chị luôn nha. Lóc rồi chị ơi. Dạ em lóc rồi chị Ngô Trang ơi. Dạ chị ơi, tại vì em điện thoại em chửi bá mấy chị thông cảm đi, bá mua có hai cái bá đòi xả ra một cái, ngay bữa em điên cái em chửi lộn bá luôn. Đây, cái áo này là cỡ khoảng 55 56 ký, chị Ngọc có 56 57 ký. Được. Chị ơi, có khoảng 56 57 ký thôi nha. Bà ơi, cái bà đang mặc bán không bán nha chị Đào Thúy Mai, 59.000. Áo phông hết rồi chị Ngọc bé ơi, dạ em còn nhưng mà giờ nó nằm ở đâu, giờ em đồ sale nên em lụm cái nào em sale cái đó nha mấy chị thông cảm nha. Rồi 49.000 cái này có khoảng 57 ký trở xuống thôi ha, 57 ký trở xuống nha, 57 ký. Rồi 49.000 nha. Rồi sale cái này 39k luôn, cái này sale mấy chị ơi, do hàng còn một cái một cái một cái nha. 39k lấy thì comment giùm em 39 nha. Mã 39, 39k luôn, cái này là dạng mặc khoác ở ngoài ở trong mặc áo dây nha. Có nha chị Đào Thúy Mai, có hai ba màu vậy đó, có màu trắng, màu đen. Màu trắng, màu đen với màu nâu, trắng đen nâu nha. Mấy cái đang mặc cho chị Đào Thúy Mai. Thấy comment chưa? Thấy rồi, chị Đào Thúy Mai là như khách quen. Đào Thúy Mai mua hoài rồi, Đào Thúy Mai hả mọi người. Rồi ai lấy cái này comment giùm em hồng 39 nha, hồng 39. Ừ, áo em đang mặc để em lấy ra cho. Nè áo đang mặc có nhiêu màu nè. Màu này là màu đen nha. Màu này là màu đậm, màu trắng nha. Rồi màu xanh lấy cho chị Đào Thúy Mai nè. Cái cổ nó khác chút xíu không có sao đâu chị ơi. Còn cái cổ nó hay nè. Hay là ghi cái tâm mặt. Chị ghi cái tâm mặt đi ha. Cái này cái cổ khác chút xíu, cổ đỏ nha ha. Rồi ba màu nè, em có ba màu nè, mấy cái comment màu đi, em lấy cho. Màu này là màu nâu nữa nè, cũng 50 à. Ôi màu nâu này là không có cổ rồi. Ê, chị nói lấy ba màu luôn kìa. Rồi cho chị ba màu này luôn rồi chị ơi. Áo len này giải không có mịn nha mấy chị. Như giùm em giá 59 nè. Cái áo này 59.000 luôn ha, 59.000. 59k ha. Cỡ khoảng 56 55 56 ký trở xuống thôi ha. Xanh lá, xanh là cái bà mặc nhé. Dạ dạ, chị ghi thêm cái em mặc nha. Tội là lá này. Rồi ok nha. Cái xanh em mặc nha, chị ghi cái xanh tầm mặc nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là mã xanh đi, 49k nha, xanh 49k nha. Màu đen 57 ký vừa không, không vừa nha. Vĩnh khác ơi. Rồi cái áo này là nhiêu nãy nói nhiêu ta? 49k nha ha. Dạ ok chị Đào Thúy Mai, Đào Thúy Mai khách cũ rồi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là dây đi, 49k nha. Dây em có hai màu, nó là một màu cái màu nâu với màu hồng da, nâu với màu hồng da đây. Dây nha, nó là dây chéo nha, dây chéo sau lưng nha mấy chị. Comment giùm em là dây đi, mã dây với màu đi, có hai màu. Cái ở trước là màu hồng đó, ở ngoài sau là màu nâu nha. Chị Liên lấy cái màu đen không vừa đâu chị ơi. Màu đen form nhỏ lắm. Màu đen cỡ em mặc thôi nha, màu đen cỡ khoảng 52 53 kg trở xuống thôi nha. Không vừa đâu. Đây chị Liên có mấy cái áo to đây, lấy em giờ tiếp mấy cái áo to cho mấy chị ha. Rồi ai lấy cái dây, Lạc Huy lấy một cái dây nè. Dục qua đây đi. Đỏ 49k, đỏ này lên mông tư ghi nha mấy chị. Cực kỳ co giãn nha. Trời cái này 55kg, 56kg bằng vô tư. Đỏ, cổ cao nha, ai ở ngoài Bắc chuẩn bị nha. Áo chị mặc còn đen không? Còn đen nha em. Áo chị mặc còn đen nha. Nhưng mà cái này là phông nhỏ nha, cỡ khoảng 54kg trở xuống, 55kg trở xuống là ôm nha. Nhàn có chút có làm tư. Nhàn có chút có làm tư. Còn màu đen nha em. Yến Quanh một cái đỏ nè, ok nha Yến Quanh nha. Yến Quanh một cái đỏ. Nè chị dục cho Yến Quanh đi chị. Lên giày Yến Quanh luôn. Đỏ là không có giày nha, đỏ đó là len mịn nha cưng. Cái đỏ là như cưng. Tạ Bích Huyền là ai đây? Tạ Bích Huyền lại là xã nó nè. Có chị Tạ Bích Huyền ở đây không? Để trước chị xã gáo này ra đây ha. 59k nha.
Trần Thanh Nhàn. Rồi nha, lấy cho cái này chị Nhàn công ty đi. Có gì gửi, có gì chị gửi bảo vệ cho em nha Nhàn ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là châu nha, nó có trái châu choker đến nó cổ nha. Cái này lem mịn nha, cái này cực kỳ mịn luôn. 55kg trở xuống mặt đẹp nha. 55kg trở xuống mặt đẹp, cực kỳ đẹp luôn á, 59k thôi. Cực kỳ rẻ hơn mấy chị luôn, 59k nha. 59.000 thôi, nó rẻ rồi. Cái màu kem thì là lên mịn nha. Cái áo em mặc thì lên chứ không có mịn đâu. Em thấy màu trắng này cũng đẹp cũng chớp luôn. Đây nè mấy chị, đợt trước mua mấy cái một lượt xả ra nè. Cái len của Yến Quanh. Len của Yến Quanh 59.000 lên đỏ. Đây ha, nó là màu trắng nè, màu đen nè, màu đỏ nè mấy chị. 59.000 thôi, rẻ quá trời. Em nói thiệt chứ đây ở đâu mà rẻ bằng đây cho mấy chị không. Rồi ha, cái này là cái trơn không cổ nha. Ủa không, 9.000 hả? Rồi cái này là cái trơn nghe không cổ. Ai lấy thì comment giùm em là cổ tròn thôi nha. Cũng 49.000, nó y chang như form em mặc. Nhưng mà nó là cổ tròn thôi, giống hệt form em đang mặc luôn ha. Ở khoảng 53kg, 54kg thôi nha mấy chị. Rồi rồi, đổi cho em cái đen cổ trắng đúng không? Là chị ơi, đen cổ trắng của Nhàn đổi lại giùm em cái đi. Rồi 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 rồi, ok ha, đổi lại đen cổ trắng cho Nhàn rồi nha. Rồi bắt đầu em xả tiếp nha mấy chị. Cái nào có đơn, có gì đó bắt đầu em dơ lên lại bán nhanh cấp kỳ nha. Mấy chị chia sẻ cho lên view, tôi bán cho nó nhanh chút xíu mấy chị ơi. Rồi cái này là von nha, chắc này là chất von, ai công sở thì hả lấy nha. Cái này có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp, 55-56kg vậy đó. À, cái trắng đó. À cái trắng không cổ, cái trắng cổ tròn á chị đào Thúy Mai luôn á. Chị đào Thúy Mai ơi, cổ tròn này còn nhiều màu lắm, chị lấy mỗi thứ màu luôn cho nó đẹp. Đây nè, đây là cái cổ trơn nha. Nè, mấy chị thấy cái cổ trơn không? Em nói form rất là đẹp luôn. Đây dưới đây có cái bò, dạng lắm nha. Cái đó 59.000 chị. Đây nè, ai lấy cổ tròn comment cho em cổ tròn đi. Em cũng còn à. Má ơi, cái màu trắng không dám đi nè. Sợ dính hả? Ờ, em còn màu đỏ nè, màu đỏ với màu nâu. Dạ dạ, ok. Rồi ai lấy cái vàng, ai lấy cái vàng này comment giùm em là vàng nha. Vàng nha, mã vàng luôn đi. Xe cho mấy chị cái này nhiêu đây. Trời ơi, rồi lỗ luôn. 59k. Có đen không? Có đen cổ. Đen cổ tròn hết rồi chị ơi. Đen cổ tròn hết trời. Có màu khác không? Đen cổ tròn hết rồi. Còn cái này là trắng cổ đen. Trắng cổ đen nha. Trắng cổ đen. Cái áo này nó đẹp hơn nè mấy chị. Áo này form to hơn chút nè. Đẹp hơn, nó có thêu ở đây nha. Cái trắng cổ đen, trắng cổ đen có thêu nha. Mấy chị lấy thì comment giùm em là thêu đi là em biết mã thêu luôn nha. Cũng 59.000 thôi. Đẹp quá nè. Có thêu này thì nó sang nữa nè. Trời ơi, mặn vô có ai tin cáo 59.000 không mấy chị, không ai tin đâu nha. Rồi ai lấy cái vàng này thì comment giùm em vàng đi nha. Xác định lỗ luôn. 59.000 nha. Vàng. Vàng mà không vừa đâu nha thân em. Vàng này con mặc không vừa đâu. Vàng này là cỡ khoảng 55-56kg trở xuống thôi nha mấy chị. 55-56kg, ngoài sau này nó có cái nút nha. Áo này là áo xuất khẩu nha, không có giá. Đi khắp Facebook luôn ha. Rồi chị một cái thêu nè. Em còn mã thêu nha, ai lấy thêu chị đọc Thúy Mai á. Ai lấy thêu thì comment giùm em là mã thêu nha. Mã thêu em có trắng đen nè. Đó màu đen cổ trắng nha. Hồng thấm một cái thêu nè. Chị Hồng thấm hồi nãy có số điện thoại rồi đúng không chị? Vàng 59.000, Huỳnh Hạnh ơi, cực kỳ rẻ hơn 59.000. Cái đó là của chị Hồng Thắm á chị. Dành địa chỉ đi. Cho em thêm dòng địa chỉ nữa nha chị Hồng Thắm ơi. Đây, thêu nha. Thêu này là thêu trắng nè. Thêu này là thêu đen nè. Đó, phân biệt cho mấy chị luôn nha. Thêu trắng, thêu đen nha. Rồi, cái này là cái cổ màu nâu mà cổ tròn nè. Có bo nè. Màu nâu nè. Ai lấy thì comment rõ giúp em vậy đi. Rồi vàng, vàng 59.000, vàng này là áo xuất khẩu nha mấy chị. Nhận giải áo von vàng này á. Áo XL cầu vòng màu đen.
Thanh em hả? Áo nào con mặc được hả? Để cô coi coi. Chị Ngô Trang ơi, lấy cái áo cầu vồng biết đen hả? À, cầu vồng hả? Cầu vồng. Rồi rồi rồi, để em đi chú lại rồi em lấy cho chị nha chị Ngô Trang. Chị Ngô Trang lấy cái áo đá cầu vồng thấy em. Đây là cái màu nâu nha. Bo nè, cực kỳ cơ giản nha. Màu nâu cổ tròn nha mấy chế. Em nói trước là len này không có mịn đâu nha. Nhưng mà nó là một cây luôn. Hiện bây giờ nó đang hot cái loại len này thôi. Nó không có mịn nhưng mà mặc vô thì thấy nó dễ chịu. Inbox địa chỉ hả chị? Tâm. Dạ. XL cầu vòng. Màu đen. Trời ơi, màu đen còn nè, mà khùng như em bị điên rồi ta. Màu đen cổ tròn nè, nghe mấy chị. Rồi nha, em còn một cái đen cổ tròn nha. Chào chị Tạ Bích Huyền ơi. Trời ơi, chị Tạ Bích Huyền, chị có một cái áo đá còn dồn ở đây nha chị Tạ Bích Huyền. Rồi nha, Nhàn lấy màu nâu nè, ok Nhàn nè. Nhàn lấy màu nâu nè chị. Rồi em còn một cái màu nâu nha, với một cái màu đen cổ tròn nha. Đó, chị Tạ Bích Huyền còn một cái áo đá ở đây, mua cái gì đi cho đi đơn chị Huyền ơi. Một nâu với một đen nha, lấy thì comment giùm em. Rồi, vàng, vàng này là nãy nhiêu? 59.000. Bán cáo vàng này là xác định lỗ. Dạ, dạ dạ dạ, để em ghi lại. Ghi thôi. Chị ghi rồi ha. Dạ rồi rồi chị ơi, em ghi rồi. Chị nói trong đây á, cái có một chị ở ngoài ghi nữa. Chào Phạm Thanh Thảo nha Tư. Em bán toàn mà khách quen không mà mấy chị nỡ lòng nào vô chữ em mới trời ơi. Quỳnh Hạnh chị 65kg, 65 không vừa. 65kg chị Quỳnh Hạnh, 65kg có sai ta, nó có sai chị ơi. Nhưng mà 65kg bận ôm nha chị. Nó có sai nữa nhưng mà vậy không có lục sai được. Cái áo vàng này có sai nha. Đúng rồi. Em không nhớ luôn, em có cái áo đá nè, em đã có cái áo đá của chị Tạ Bích Huyền rồi. Ai lấy cái vàng này comment giùm em là vàng nha. Vàng này rất là đẹp luôn. Vàng này cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Cái vàng đó là giải ấy mà. Bán tiếp áo này là áo gì? Rồi em bán tiếp 49k theo cho mấy chị luôn. Áo em đang mặc còn nha. Áo chị mới bỏ còn 59k Thu Thủy ơi, áo vàng 59k nó có size nữa nhưng mà bây giờ em thấy còn có size M không à, size L thì 65kg bằng vừa nha. Hiện giờ chị thấy còn có size M không à. Size M này có khoảng 56-57kg thôi nha. 56-57kg thôi, có 59.000 nè mấy chị ơi. Giải mà chị nhận về mà mấy chị mà. Giải này là giải xuất khẩu luôn, em nói chị mấy chị là nó mịn cực kỳ mịn. 59.000 áo vàng này, ai lấy vàng 59 thì nên rõ là vàng 59.000 luôn đi. Cho nó không bị lộn luôn đi. Rồi một cái sơ mi hôm bữa có một chị dặn nhưng mà chị mặc không vừa nha. Cái sơ mi này có khoảng 50kg trở xuống thôi ha. Sơ mi ai lấy thì comment giùm em là sơ mi nha. Sơ mi 50kg trở xuống. Sơ mi sale cho mấy chị bao nhiêu? 59k luôn đi. Bán cho xong rồi 59.000 luôn nha. 59.000 cái áo sơ mi này luôn. Ship nó hơi bị tủn nên nó nhăn thôi chứ không có gì ha. Lấy thì comment giùm em sơ mi nha. Thu Thủy, áo trắng hay sữa cổ V. Áo nào ta? Áo trắng có cái chóc cơ hả? Để coi. À đúng rồi, áo trắng có cái chóc cơ đó hả em? Chưa có ai là... Em mới bỏ bọc đây nè. Em mới giục đâu. $59 đó, cái áo đó đó. Đây nè. Áo này là áo sữa nha. Ngọc Tố áo vàng chị, áo vàng size lớn hả? Size lớn của áo vàng này cũng có khoảng 60kg trở xuống à chị Ngọc Tố ơi, nó không có hơn nữa nha. Mà áo vàng này em nói chị, mấy chị giải cực kỳ đẹp luôn. Giải cực kỳ đẹp luôn. Ha, đây là cái áo màu màu, cái này không phải màu trắng đâu, cái này nó là màu sữa đó, màu hột gà gì đó nha. Màu hột gà rất là đẹp luôn nha Thu Thủy. 59.000. 59 mã trai, ngọc trai. Rồi bắt đầu bán áo thun đi nha. Này áo thun nha, áo len. Nè có cái áo len này nè mấy chị ơi. Nhưng mà áo len đẹp đi. Hàng mới lấy ra sale luôn á, kỳ vậy. Này này là hàng mới. Sale mấy cái này đi. Có ai còn đang sale không chứ xin chấm đi mấy chị ơi. Rồi cái áo này là form to nha, áo bi nha. Lấy thì comment giùm em mã bi nha. 69k mã bi nha. Ship quận 1 hả Thu Thủy ơi, 30k nha Thu Thủy, 30k nha. Quận 1 30k.
Rồi ai lấy cái này, một cái cũng 30 mà 10 cái cũng 30 ngàn luôn ha. Rồi ai lấy cái này comment cho em mã bi đi, 69 ngàn. Mã bi này là tay le nha mấy chị, bi là tay le 69k nha, bi là tay le 69 ngàn. Nó điêu bất lọc, hôm bữa bán 89 ngàn màu đỏ với màu trắng, bây giờ còn lại màu đen bán 69 ngàn luôn nè, còn lại hai cái nè. Thanh em cầm men có bi sao đoạn vừa nữa, bi thanh em không vừa đâu ha. Bi thanh em không vừa đâu con ơi, không vừa đâu, không vừa. Bi này nó gọn người nha, bi này là cỡ đẹp là cỡ khoảng yến quanh một cái bi nè, bi này đẹp là cỡ khoảng nhiêu ký ta, 50 khoảng 56 ký trở xuống là đẹp nha. Cái bi này là form rất tốt, bằng với chân váy rất là đẹp. Oh yeah, đây là một cái áo len nha mấy chị, áo len nha, nhưng mà nó xẻ ở dưới đây rồi. Cái này là nó xẻ ra chứ, cái này là nó cắt xẻ chứ phải rách luôn nha mấy chị. Trời ơi, tạo bích huyền với cái bi kìa. Nhưng mà con mặn ôm quen không nè, chị tạo bích huyền một cái bi nè. Chị tạo bích huyền ơi, em dồn cái cáo đá của chị em đi hàng luôn nha chị tạo bích huyền. Chị bỏ vô bọc, chị tạo bích huyền, chị ghi cái bi đi giá 69 ngàn dùm em nha. Dồn mấy cái này vô luôn đi ha, 60kg đó, ôm lắm đó nha thanh em ơi. Thôi cái này ở dưới đây em sợ là mấy chị nghỉ rách em không có bán luôn. Để cho đi, bữa nay em tặng luôn. Đã mấy chị nghĩ là áo rách mà thật sự nó không rách đâu. Em nói hàng mới thôi mấy chị ơi, đừng có nghĩ là hàng cũ, nhiều khi em keo xốp nó dính bụi vừa giặt không cảm cho em nha. Rồi cáo này 49k, ai lấy thì comment giùm em là sọc 49 nha. Sọc 49 ngàn luôn. Áo này là phân to nè, áo này là 60kg bằng vô tư nha. Rồi chị tao bé thì ok. Cái này 60kg bằng vô tư nè, ai lấy thì comment giùm em sọc 49 đi. Sọc 49. Rồi cái này là họa tiết con đi 49 ngàn luôn. Trời ơi cái này là cỡ khoảng, trời 60kg bằng cũng được, 60kg chắc bằng ôm đẹp là cỡ khoảng 58-57kg nha. Ai lấy thì comment giùm em họa tiết nha, họa tiết nó giống như thổ cẩm như nghe mấy chị, nó nhìn nó giống như thổ cẩm thôi nha. 49 ngàn, có ai mà bán đồ 49 ngàn nghe em không mấy chị, không có ai phùng điên bán 49 ngàn chưa. Ủa còn ai nữa không, sao mình lại đi đứng hết trơn rồi, kỳ cục cái trời. Rồi nha, hồng luôn nha. Ơi cái hồng này chắc thanh em bằng được, con thích ôm thì con lấy áo hồng này nha thanh em ha. Cái hồng này 49 ngàn luôn nha, ai lấy thì comment giùm em hồng 49k luôn nha. Cái hồng này đẹp á thì cỡ khoảng 58kg trở xuống thôi nha mấy chị, 58kg trở xuống thôi ha. Hồng 49 ngàn, bỏ bọc hết ship ra ngoài luôn. Toàn là mấy chị mua một cái xong xả ra, bây giờ muốn thùng luôn nè. Mấy chị đừng có mua một cái mà thành em điện thoại cho em chửi luôn. Trời ơi cái này thôi 80kg bằng cũng được luôn nha. 49 ngàn hả? Dạ bảy qua nữa 49 ngàn. Rồi ai 80kg thì lấy, ai 80kg thì lấy cái áo cam này nha. Hồng đi chị. Hồng thanh nhàn. Thanh nhàn hả? Thanh nhàn này bằng hồng rộng không ta? Hồng này là form rất tốt nha mấy cưng, form rất tốt nên nó rộng nha nha, nhàn nha. Nhàn ốm quá là bằng không đẹp đâu, tại vì nó là có khoảng 58kg á. Lấy thì ok nha, còn không ok thì để cho chị Hồng thấm nha. Cam này là nhiêu, cam này là 70kg bằng cũng vừa luôn nha. 50kg bằng không, 50kg bằng rộng á. Rồi, chị Hồng Thấm ơi, chị Hồng Thấm có lấy cái hồng đó thì comment giùm lại giùm em lần nữa là hồng ok nha. Mặt cam thấy mặt quá không? Chị ơi mập lắm, cái áo cam này là 70kg bằng cũng vừa luôn nha. Chị giùm em chị Thấm. Cái áo cam này là 70kg bằng cũng vừa luôn nha. Ai sale 49k cho mấy chị luôn. Thật sự cái áo cam này hôm bữa em thấy trong cái shop bán đồ len nó bán tới 100 mấy chục ngàn, là nó là form gốc tốt nhưng mà nó quá khổ. Còn có một cái nè, chị Nguyễn Hồng Thấm ok không? Nhiêu em? 49 ngàn. Rồi ai lấy cái áo cam này 49k thì comment cho em cam 49. Ai có bà con nào mà cực kỳ bự 70kg, 70kg, 75kg gì hả, lấy cái áo cam này nha. Chị Ngọc Tố mua giùm được không chị? Mua giùm được không? Mua giùm ai 70-75kg á.
rồi bỏ em nói nhưng mà không bỏ nó lắm cái tuổi sao chị Hồng Thắm ok. Dạ dạ chị Hồng Thắm ok rồi, ok chị Hồng Thắm luôn rồi luôn ha. Cái đen sọc này là cái đen sọc này là rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Chị Liên có phòng con chị Liên bữa chị Liên muốn này nè. Ừ. Trời ơi cái này em bảo đảm với mấy chị là hàng đẹp nha. Để chị Liên sáng mát đi. Lấy cho chị đi dạ. Rồi em lấy cho chị Ngọc Tố 49k bóp luôn. Bóp cáo này chị Ngọc Tố 40 ngàn luôn nha. 40 ngàn chị giá 40 ngàn nè em. Cam hả? Chị Hồng Thắm comment sao rồi, chị Ngọc Tố lấy rồi. Em sale cái đó 40 ngàn cho chị Ngọc Tố luôn. Hôm bữa em thấy gõ gàng bán 100 mấy nhưng mà phơm quá to. Lấy về một lô phơm quá to nên em bị gớt lại á. Dạ đúng rồi, để em xả nha chị Đức Huyền ơi. Em còn một lô chân váy Quảng Châu để từ từ em xả tới. Chất len nha. Chất len cái này phơm to nha mấy chị. Trời ơi, cái này hả? 60kg. Chị đi 60kg hả? 60 mấy ký bận được luôn nha. Em có bán cho khách rồi nha. Cái này là len nha mấy chị. Len phơm to bận hơi mông chút xíu nha. Bận vô nó sẽ gọn người nhưng mà nó hơi mông và dài xíu. Sale cho mấy chị cái áo này luôn nha. 79 ngàn. 79 ngàn ha. Đưa cho chị luôn hả? 79 ngàn. Ai lấy len này comment giùm em mã 79 đi. Cái nào mà em bán giá 79 ngàn là mấy chị biết hàng là đẹp của em. Chào Nguyễn Ngọc Hoa chia sẻ like giùm đi bà Hoa ơi. Bà Nguyễn Ngọc Hoa ơi chia sẻ like giùm đi. Cái gì đưa cho Hồng Thắm đi. Mèo Salem khi nào tới chân váy hú em. Chân váy chắc lâu rồi nha. Chân váy chắc lâu rồi nha mèo. Hôm nào la chân váy chị em sẽ thông báo trước cho mấy chị. Tại vì chân váy nó là nó nguyên một cây của nó về. Thành ra phải like nguyên một cây ha. Rồi áo này sale 49 ngàn nha mấy chị. Ngọc Hoa một cái 79 ok nè. Rồi sale cái này ai lấy giùm em sọc 49 thì comment giùm em sọc 49 nha. Cái cổ nó gì dễ thương cho ha. Sọc 49 comment rõ vô em sọc 49 luôn nha. Rồi chặn xe luôn. Sọc 49 ngàn nha. Sọc 49. Cái cổ của nó là cổ V nha mấy chị. Len Montagy nha. Len Montagy cực kỳ đẹp luôn nha. Linh chút cái sọc. Len này mịn lắm nhưng mà form này là cỡ khoảng 55kg trở xuống thôi ha. Chị Hồng Thắm có lấy áo cam không? Chị Hồng Thắm không lấy áo cam Yến thì... Quanh lấy cái sọc kìa. Yến Quanh lấy một cái sọc nè. Chị Hồng Thắm không lấy cái cam á thì em để cho chị Ngọc Tố nha. Sọc em còn nha mấy chị ha. Sọc còn hai cái nè. Sọc 49 cho Hàng Lợi. Hàng Lợi ơi cho xin số điện thoại luôn đi Hàng Lợi. Ai khách mới cho em thêm một dòng số điện thoại luôn đi mấy chị ơi. Em bán thường thường em bán khách quen không mà tại gì. Dạ cam 49 nha chị Hồng Thắm. Hàng Lợi cho xin số điện thoại nha. Cam đó em sale 49 ngàn nhưng mà phơm to em nói trước là phơm cực kỳ to. 70-80kg luôn đó nha. Hoàng Lợi nè, Hoàng Lợi. Ngọc Hoa một cái sọc nữa nè, còn ai lấy sọc nữa không mấy chị? Hoàng Lợi có số điện thoại chưa? Thân Huỳnh một cái sọc. Rồi em thấy số điện thoại có Hoàng Lợi nè. Thân Huỳnh nghe quen. Mấy chị ơi đừng có mua một cái nha. Thân Huỳnh cho số điện thoại luôn đi nha. Dạ dạ để em đưa cho Hồng Thắm. Chị chuyển cái công nghệ cam đó cho chị Hồng Thắm giùm em nha. Rồi Thân Huỳnh cho xin số điện thoại nha Thân Huỳnh. Mua giùm em đơn trên 100 ngàn nha mấy chị. Đừng mua dưới 100 ngàn nha khách hàng. Rồi cái sọc này là phơm gấp tốt. Không phải gấp tốt đâu. Tại vì em cao nên em nhìn hơi gấp tốt. Ở dưới đây nó là giặt bầu nha. Nó là giặt bầu. Nó may giặt bầu vô như thế này nè. Rồi thấy số điện thoại Hân Huỳnh nè. Rồi ai lấy cái sọc này. Rồi 49 ngàn luôn nha. 49 ngàn. Cái này do nó nằm ở lớp dưới nên nó hơi nhăn chút xíu nha mấy chị. 49 ngàn nha. Phơm này là phơm này là cỡ khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nha. 55-56kg trở xuống mặt đẹp. Hoàng Lợi có hai màu em ơi. Còn một cái màu đen duy nhất ha. Lấy thì hốt ngay cái màu đen. Sọc màu nâu hồi nãy giờ còn có một cái màu đen nè. Là hết ha. Chấm bi chân chị là áo len á. Sao lạ ơi. Sọc dài nguyên mặt được không? Nguyên mặt chắc ôm lắm. Đây chấm bi chân của chị là cái như thế này đây ha. Nó là form như thế này mặc chung với chân váy nó sẽ đẹp hơn nha. Đây chấm bi.
69.000, chấm bi là 69.000 nha em. Chấm bi dễ thương lắm. Chào Phương Lan nha. Phương Lan nhận được hàng chứ Phương Lan. Chị cái gì? Rồi mèo Salem một cái sọc đen nè, sọc đen là ok nè chị. Ê Hoàng Lợi comment trước cho cái màu đen nó chị thấy không? Ok. À Hoàng Lợi là màu đen này nè chị. Cái này là Hoàng Lợi nè. Thân Huỳnh chấm bi nè. Thân Huỳnh là chấm bi là 69 nè. Trời ơi em theo như thế này á là mấy chị. Cái này là của Hoàng Lợi đúng không? Dạ đúng rồi Hoàng Lợi. Đồ đẹp lắm hả bà Phương Lan, cảm ơn bà nha. Phương Lan mua cái gì ta? Chấm bi là form rất tốt Thân Huỳnh ơi, nó sẽ ngắn nha, mặc chung với chân váy nó là trên dây nịch nha mấy chị. Chấm bi là form rất tốt, nó không có dài đâu nha mấy chị. Nó là dưới rúng chút xíu á, nó là dưới rúng chút xíu nha. Hà Thân Huỳnh lấy thì ok nha. Hoàng Lợi cho em xem màu xanh kia, đợi chị chút xíu nha Hoàng Lợi. Thân Huỳnh chấm bi nè. Rồi, cái sọc đen này nãy ai lấy quên mất tiêu rồi cha ơi. Mèo. Mèo đúng rồi, cái này có mèo. Sọc đen này đẹp nha mèo. Rồi Thân Huỳnh ok rồi đó. Cái đó dưới dúng chút xíu rồi nha. Của bé mèo 49.000. Bà Phương Lan bữa nay mua gì? À đúng rồi, Phương Lan hôm bữa mua áo đá. Phương Lan hôm bữa mua áo đá cho em xem màu sọc xanh nè. Sọc xanh này tương ơi 49.000 ha, đẹp nha. Sọc xanh này dễ thương lắm. Rồi nha, cái sọc đen đó em còn cái nữa, lấy thì comment giùm em. Để hôm nào em like lại mấy cái áo đá em sale cho mấy chị nó cho sạch. Cái áo đá lấy có size và bán cực quá. Rồi ha, còn cái sọc này nữa, ai lấy thì comment giùm em. Sọc luôn đi, sọc tay dài luôn đi nha. Sọc tay dài nha, 49.000. Sọc tay dài luôn nha. Mấy chị đi lấy hàng mà lấy 1.000 cái nó có giá 49.000. 1.000 cái luôn. Em bán cái này là mấy chị mua một cái rồi bằng em lấy hàng nguyên một lô hàng. Rồi ai lấy cái sọc xanh 49.000 comment cho là sọc xanh nha. Còn này là sọc đen 49.000 comment rõ đi, lấy không có bị lộn hàng đâu. Này là gì đây? Còn ai xem cho xin chấm đi mấy chị ơi. Áo gì mà thơm quá trời. Sọc chị vừa không? Không vừa chị Ngọc Tú ơi. Sọc nó ôm lắm. Sọc nó ôm lắm nha. Là. Ôi trời ơi. Đẹp dai nha mấy chị. Không thằng. Đó bạn như cái chân. Thơm quá hả? Có cái gói gì thơm quá nè mấy chị. Nhưng mà nó form nhỏ thôi. Cái này có khoảng 54 kg trở xuống thôi nha. 54 kg trở xuống thôi nha. Ai lấy thì comment giùm em. Có mấy cái đây. Có hai cái thôi nha ha. Nhưng mà giá của nó là bao nhiêu? Trời ơi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em 70 nha. Mã 70 luôn nha. Nó là bẹt vai nha. Mã 70 000 luôn. Nó có bèo như thế này nè. Có cái túi thơm nữa nè. Hàng xịn nha mấy chị. Chào Phật ơi. Mua đồ mà có túi thơm đính kèm luôn ha. Lấy thì comment giùm em là đen đi nha. Đen 70 đi. Nó có cái bẹt vai nè, bằng rất là đẹp. Nhưng mà form nhỏ thôi, có khoảng 55-55kg trở xuống thôi nha. 54-55kg 70.000. Làm sao 70.000. Rẻ quá mấy chị ơi. Đen 70 bà Linh chút một cái hả? Đen này thơm quá à. Mở ra là nó thơm luôn cái phòng luôn. Đen. Trời ơi đừng thấy 70.000 mà tiếc mấy chị không? Đẹp. Cái này thơm to này nha. Nhưng mà để coi cái áo nó to cỡ nào ha. Chào Gumi Hormone nha. Cái gì sọc đen có mấy người lấy? Sao em không thấy ta? Sọc đen có ai lấy ta? Em đâu còn đâu, em còn có một cái không à? Em không thấy comment mấy chị ơi, comment rõ rõ giùm em xem, không thấy comment. Áo này là form to nha mấy chị. Ôi ôi áo này chắc cỡ khoảng 60-60 ngoài ký, 62kg trở xuống mặt đẹp nha. 60-62kg. À đúng rồi, khách quen em có chùa mấy chị ơi. Nhưng mà nhớ là comment tương tác cho em nhiều nhiều đi để không có bị ấy nha. Có bị, rồi cái này là cái tay rất là đẹp, nó có nhũ tinh tuyến nè. Rồi ai lấy cái đen này thì comment, ý lộn cái trắng này comment giùm em là mã trắng luôn nha. Mã trắng luôn. Này bán nhiêu vậy?
70.000 luôn. Trời ơi, đánh giá này chắc phá sản. Len nha mấy chị, len nha, len nha. Đẹp lắm. Cái này chắc Thanh Em bận được. Bánh bèo anh. Nhưng mà nó bánh bèo lắm, Thanh Em bận không có được đâu. Bánh bèo lắm, bận không có được đâu nha. À Linh Trúc có chị ơi, Linh Trúc em chừa gọi nha chị Ngọc Tốt. Linh Trúc với Lạc Hy em chừa gọi, Hai bà đó là khách quen của em á. Rồi ai lấy cái trắng này thì comment giùm em trắng nha. Cái cổ của nó có nhũ nè mấy chị thấy không? Form này có khoảng 62kg nha. Thanh Em ơi nó bánh bèo lắm á. Con lấy thì lấy nha, nhưng mà nó bánh bèo lắm. Rồi chị. Rồi nghe Thanh Em lấy nha, không có thử nha. 70 vậy. Ơ em còn cái màu nâu nè, một trắng một nâu. 70k nha mấy chị. Trời ơi, áo này có khoảng 60kg và bạn đẹp nè. Đó. Cái tay của nó có nhũ kim tuyến rất là dễ thương. 70.000. 70.000 cũng là quá rẻ cho mùa thu với mùa hạ. Dạ chị Hồng Nga, em không có màu đen chị ơi, có màu nâu thôi, màu nâu với màu trắng thôi, hết rồi. Hết luôn. Ở có cái chồng. Sao lại luôn á. Dạ đang chưa nấu với cái chồng. Tao bị ế. Ê bị táo là tao bị ế. Ủa cái này sale được nữa nè. Nhưng cái áo này là cáo len này là dạng giống như len lông thỏ nha. Hồng Nga, Hồng Nga lấy nâu 70k nè. Hồng Nga ơi cho xin lại số điện thoại đi Hồng Nga ơi. Hồng Nga chưa có đơn đúng không? Chưa có đơn mua cái gì chê 100 nha. Ôi có khách lấy rồi không? Anh em khách comment trước con rồi, nó đổi được rồi. Hồng Nga lấy màu nâu rồi. Rồi ai lấy cái này? Cái này là cổ lọ nha mấy chị. Cổ lọ mặc sẽ kín nha. Ai mà ở ngoài miền ngoài hơi lạnh lạnh thì lấy cái này ha. 59k cho mấy chị luôn. Nó là len lông thỏ nha. Nó là len lông thỏ, len cực kỳ mịn á. Mịn lắm mà dày dặn nha. Đó ha. Ai lấy thì comment giùm em nâu 59 nha. Nó là màu nâu nha. 59.000 nhưng mà nó quá đẹp đấy. Mịn quá. 59.000 nâu nha. Nói chị Hồng Nga xin số điện thoại đi. Cho em xin số điện thoại chị Hồng Nga ơi. Ủa đúng rồi, ở đây còn cái nữa đúng không? Nó này đúng không? Không. 59.000 đây nè. Trời ơi, của chị nào, chị Nguyệt Phạm nữa nè. Chị Mai Thúy. Chị Mai Thúy nâu 59k là chị Mai Thúy cái này. Rồi chị ghi số điện thoại của chị Hồng Nga đi chị. 59.000 nè, của chị Mai Thúy nè. Chị Mai Thúy ơi, cho em xin số điện thoại nha chị Mai Thúy. Chị Mai Thúy cho em xin số điện thoại nha. Ok nha con. Ai ở ngoài ngoài thì lấy mấy cái áo này nha. Dày dặn mặt đẹp nè. Cái này là bạn bạn vô thành cái form giấu quần đó ha. Form giấu quần luôn nha mấy chị. 59k cái này luôn. Ai lấy thì comment giùm em xanh 59 nha. Giờ thấy số điện thoại của chị Mai Thúy nè. Ai rảnh cho em xin, ai rảnh cho em xin thêm một dòng địa chỉ nữa đi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xanh 59 nha. Xanh 59.000 luôn. Cái này là form dài nha. Form bạn thành form giấu quần, bạn chung với quần lấy riêng. Quần lấy xin hoặc quần gì ôm ôm cho nó đẹp mấy chị. 59.000. Xanh 59.000. Bọn màu trắng đi, màu đó già lắm. Không, màu này già lắm, không phải già đâu mà nó cứng hơn con. Anh em nó trẻ mà trẻ bằng màu trắng đi con. Trẻ bằng màu trắng đi. Rồi xanh 59 nha. Vô Phương Hàng Em có gửi cho chị. Không biết nó vô Phương ơi, không biết Hàng Em có gửi hay là điện thoại không được nhân viên xã. Tại vì hôm bữa có mấy đơn mà điện thoại không được, nên nhìn lên cục hàng thấy cũng vô Phương luôn. Không thấy cô vô Phương nữa. Chị không biết cái mắt chị nữa. Đẹp mà nhỏ. Dạ đúng rồi, form này là form nhỏ nha chị. Vô Phương ơi, tại bên chị có này phải điện thoại cho khách. Điện thoại mà khách không có lấy là em không lấy nha. Cái áo này ở chính giữa nó cho có cái lằn ship nên nó bị len, mà mấy chị ship cái lằn này nên nó hơi bị lỗi nhăn nhăn chút xíu nha. Ai lấy cái này thì em sell cái này luôn nha. 40.000 nha, trắng 40k. Cái này là cỡ khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp. 55kg ha, 55kg trở xuống mặt đẹp. Trắng 40, do cái lằn chính giữa là lằn ship bọc á, nó nằm ở dưới đít bọc nên nó bị dơ.
trắng 40.000, lấy thì comment cho em trắng 40 đi. Cái xanh thơm dài này đẹp lắm mấy chị ơi. Khung á. Trắng nha, trắng 40.000 nha. Không phải hàng cũ đâu mấy chị, thông cảm với em nha, nó nằm ở dưới đít bọc nên nó dơ thôi chứ không phải là hàng cũ đâu ha. Đừng nghĩ nó là hàng cũ nha. Được cá mà quăng bận. Mốt mình đi từ thiện. Rồi hẹn hát mẹ nó nghỉ bán tắt ra gì à. Anh nghĩ chắc chết luôn. Rồi phơm nhỏ nha. Sao phơm này nhỏ gì gì trời. Thằng xin bệ hội ông trời ơi. Ê, trời. Anh Bảo Duyên của tôi đâu rồi? Nó vô mua hàng phơm nhỏ cho bé yêu. Nè chạy chị coi ghi viết mực lên nè. Để ngoài mẹ giặt luôn. Dính rồi mà. Ừ, dính thì dính dữ. Ghi viết mực lên nó dính á. Ôi mấy chị ơi sao bị tụt đi. Ủa có tụt không? Sao con mắt của em nó hiện có mờ ngờ vậy trời. Cha mẹ ơi. 59.000 cho cái áo bẹt vai nha. Trắng 49. Trắng 40.000 à Hoàng An ơi. Trắng này em xe 40.000 à. Em cái comment trên của Hồng Nga kìa. Nâu 70.000, nâu 70k 58kg vừa không? Nâu 70k 58kg đẹp nha chị. 58kg bằng vừa nha. 58kg bằng vừa. Hoàng An ơi cho xin số điện thoại đi Hoàng An ơi. 40.000 à. Tại vì chánh giữa nó hơi dơ chút xíu ha. Theo 40k cái trắng nè. Cái nâu này em còn có 1 cái à chị Hồng Nga ơi. Trắng rồi ok nha Hoàng An. Cái nâu này em còn có 1 cái à, 58kg bằng vừa nha. Rồi tiếp tục một cái bẹt vai. Không phải bẹt vai đâu, nó là cổ thuyền nha. Cái phơm này nhỏ thôi. Phơm này cỡ khoảng 54kg, 55kg trở xuống mặt đẹp nè. 38 người thôi chị, nó hiện em có mười mấy người thôi. Chị Hồng Nga ok nè chị. Dạ đúng rồi chị Tạ Bích Huyền ơi. Nhưng mà bên em thấy được có 10 người đang xem mà mấy chị. Hồng Nga thêm cái này nữa em. Dạ đúng rồi, 70.000 ghi giá giùm em. Cái đó 58kg bằng đẹp. Rồi ai lấy cái này 59k. Không, chị hỏi á. Nãy chị có lấy cái rồi, chị hỏi á. Chị hỏi là sao? Chị hỏi cái này là bạn vừa. Chị ok rồi. Hồng Nga có cái này rồi mà. Ủa gì hả? Ừ. Thật ơi. À cái này của chị Hồng Nga đúng không? Rồi chị Hồng Nga có một cái đây nè. Cái tim nè nó. Tim nãy chị Hồng Nga lấy rồi mà. Đúng không? Tim nãy chị Hồng Nga lấy rồi. Lấy chị Hồng Nga lấy rồi ha. Trời ơi đừng đổi trên like giúp cho em mấy chị ơi. Đang xem Kim Đặng đang xem hả? Hoàng An. Hoàng An lấy cái trắng không lấy cái điện thoại. Hoàng An cho xin số điện thoại nha. Rồi chị Hồng Nga 58kg cái tim này là vừa nha. Rồi tim này em còn một cái nè. Rồi ai lấy cái mã này thì comment giùm em là màu hồng đi, ở ngoài nó là màu hồng á, 59.000 nha. Chị Ngọc Tố lấy cái nào ta? Chị Ngọc Tố lấy cái nào chị Ngọc Tố? Hoàng đây nè, Hoàng An comment bẹt vai 59.000 nè chị. Nói Hoàng An cho xin số điện thoại đi. Mai Thúy, cái nâu của em 70kg mặc được không? Dạ không chị Mai Thúy ơi, 70kg không được cái đó đâu. 70kg nãy giờ em chỉ có một cái duy nhất là cái cam. Hoàng An. Cái nào ta chị Ngọc Tố lấy cái nào? Nâu tím, em đâu có cái nào nâu tím đâu ta. Nâu tím. Nè. Nâu tím chị Ngọc Tố nè. Rồi ok nha. 70.000 nè chị Ngọc Tố nè. Dạ em ok chị Ngọc Tố. Còn chị Hoàng An á chị cho số. Dạ tím nâu hết rồi Sen Hoa ơi. Dạ ok chị Ngọc Tố, tím nâu em hết rồi. Hoàng An cho xin số điện thoại nha. Chị Mai Thúy xả ra chị ơi, chị Mai Thúy là cái nào? Thôi em xả của chị Mai Thúy nha. Đây nè ha, cái của chị Mai Thúy nè, chị giỏi cái này phơm nhỏ mấy chị ơi. Cái này mấy chị vui lòng nghe em comment xuống nha, em tư vấn số ký đi hả, lấy để lấy rồi xả tình nghiệp em lục lại đơn đúng. Rồi cái này có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nha, ai lấy thì comment giùm em là nâu 55.000. Nâu 55kg. Nâu 55kg ha. 59k nha ha. 59k. Cái nâu này là chỉ 55-56kg thôi.
chị thì bảy nói gì ta, 60 kg hả chị? 60 kg em chỉ còn hàng đẹp thôi, hàng sale em chưa có sale cho nó 60 kg đâu mấy chị ơi. Hàng sale 60 kg em chưa. Để em coi có mấy cái này chị bận giờ thì lấy nha. Hồi nãy cái thứ chị liên á. Còn 60 kg đúng không? Đây 60 kg thì cái này đây ha. Tạ Ngọc Phương Lam đây một cái xả nha. 60 kg mấy chị bận được mấy cáo này nha. 60 kg ha, ai lấy thì comment giùm em là bi tím đi ha. 60 kg em có bi tím với bi đỏ nha, bi tím với bi đỏ ha. Rồi 60 kg bận đẹp nha. 80 ngàn nha mấy chị, 80 ngàn nha. Len này là 80 ngàn là rẻ rồi, không có đâu mà bán 80 ngàn cái len này đâu. Hoàng An không cho số điện thoại tí xả ra luôn đi chị ơi. Ai không cho số điện thoại em xả ngay đơn luôn nha mấy chị, tại mấy chị không cảm đi điện qua bữa sau cũng không chốt mua mà lựa mà sao không cho em số điện thoại được nè. Rồi bi đỏ cho chị sen hoa 80 ngàn, sen hoa cho xin số điện thoại nha. Bi đỏ hết, bi đỏ có một cái thôi mấy chị ơi, lấy bi tím đi nè. Bi đỏ có một cái một mà hết rồi, chị sen hoa chị ơi, giá 80 hay không. Rồi nha, em còn bi tím nha. Thanh Thúy Võ lấy bi tím đi, 60 kg bằng đẹp, 60 kg trở xuống bằng được hết nè. Em chị Hòa. Rồi em của chị Hòa, chị Hòa công ty. Chị ghi giùm em là em của Hòa công ty đi. Rồi ok nha. Thanh Thúy Võ một cái bi tím nè. Thanh Thúy Võ ơi cho xin số điện thoại nha. Rồi ok nha em xem hoa. Thanh Thúy Võ có số điện thoại cho chị. Đơn mới luôn hả? 80 ngàn. Rồi nè chị, cái này của Thanh Thúy Võ nha. Mấy cái này là rẻ 80 ngàn là rẻ đó mấy chị ơi. Có chỗ bán 120 ngàn nữa cơ. Rồi em thấy số điện thoại của Hoàng An nè. Thấy số điện thoại của Hoàng An nè. Rồi cái này 60 kg bằng vô tư nha. Chị gì? Chị ơi, chị Ngọc Tố ơi, 60 kg bằng vô tư nha, 79k. Lấy thì comment giùm em là chữ 79 nha. Nó có chữ là chữ in nha. Mặt sau không có chữ, mặt trước có chữ nha. 60 kg bằng vô tư. Cái tay của nó giống như có một lớp nhũ á, mấy chị nhìn nó chiếu chiếu nha. Thấy điện thoại của Thanh Thúy Võ luôn. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em 79, mã 79 luôn đi. 60 kg bằng đẹp mà. Mấy chị đang thấy em bán hàng 39-49 vô mua 79 mấy chị ngán hả? Rồi chị Ngọc Tố một cái chữ 79. Em nói chị Ngọc Tố ơi, 79 nè chị Ngọc Tố nè. Em còn một cái chữ nha, ai lấy thì comment giùm em chữ 79 nha. Chị Ngọc Tố nè, rồi chị Thanh Thúy Võ nè, hết nè. Ai 60 kg thì bay vô nha mấy chị. 79 Thanh Thúy Võ nè. Dạ đúng rồi, cái đó của chị Ngọc Tố chị. Cái này là của chị Thanh Thúy Võ nè. Để coi cái này là cái bao nhiêu ký làm sao cho mấy chị, có hàng gì nha mấy chị. Rồi có ai đang xem cho phim chấm chấm đi. Hồng Nga cho coi cái tím đi. Trời ơi mắt chị tinh thiệt, cái tím này rất là đẹp, tím là áo khoác nha. Rồi cái sọc nha, sọc này là 60 kg bằng vô tư nha, 49k. Ai lấy sọc 49, sọc này là mỏng nha mấy chị, sọc này mỏng nha ha. Rồi ai lấy sọc 49 ở trong mấy chị bận áo bình thường, nếu mà ai bận đồ mỏng quen thì cái gì bận bình thường ha. Nó phối một bên trắng, bên này trắng cổ xanh, bên này đỏ nha. Sọc 49 lấy thì comment sọc 49, 60 kg bận được nha mấy chị. Sọc 49 nó hơi mỏng nên em sale lỗ thôi. Sọc 49 ngàn. Đây cái tím nè mấy chị ơi. Dạ. Đây nè mấy chị ơi ha, 79 ngàn. Cái này là chị Thanh Thúy Võ cái sọc này chị. Sọc này 49 ngàn. Rồi ha, ai lấy cái tím này, tím là 79 nha mấy chị. Tím là 79 đó là tặng khoát được. Chào chị Trần Nga nha, nó bận khoác được rồi, bận thành cái áo bình thường được nha. Tay của nó là gì nè, tới đây nè ha,
Nút của em nói mấy chị cực kỳ đẹp luôn, nút của nó rất là đẹp ha. Nút này tháo ra được nha mấy chị, nút này là nút gỡ ra bình thường nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là tím 79 đi, còn nhiều cái, còn hai cái nè. Rồi tím 79 nha. Tập 49 ok, chị Thanh Thúy Võ. Tím 79.000. Tím này làm nó là áo khoác được á mấy chị ơi. Này là gì đây? Ơ cái này là phom nhỏ nha. Cái này là một cái áo phom nhỏ. Để em coi nó có bị lỗi, không có bị lỗi gì trơn nha mấy chị, cực kỳ co giãn luôn nha. Len lông thỏ, chị Thanh Thúy Võ một cái tím nè. 79.000. Rồi tím cho Hoàng An 79k rồi hết nha mấy chị. Ngọc Bích Trần hả? Không em ơi, hôm nay sale tùm lum giá hết trơn á, 60kg vừa không. Tím này là khoác chị ơi, khoác chắc 60kg này nó hơi ôm á, 60kg này hơi ôm nha. Tím này là cỡ khoảng 58kg trở xuống, 58 hoặc 55kg tùy theo chiều cao thôi. 60kg là ôm á chị, không thấy rõ. Giá tùm lum giá trơn á Bích Trần ơi, nãy giờ bán 49, 59, 69 Đài Loan nha. Rồi cái áo này là áo len lông thỏ nha. Áo này là form ôm thôi, có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nha. 55kg trở xuống mặt đẹp rồi. Ai lấy cái này thì comment giùm em là hồng luôn nha. Hồng. Tay của nó là tay tay như thế này, tay tới đây ha. Đó. Cái tay của nó làm rất là đẹp luôn mấy chị. Có cái nút đính rất là dễ thương ha. Form 55kg rồi, ai lấy cái này? Ai lấy cái này 59k luôn ha. 59k chị có cái kéo không chị, đem cắt mấy chị vô cái tầm tay cái cắt luôn. Rồi ai lấy cái này? À vậy xả cái của chị Thanh Thúy Võ ra nha. Tím đó chị mà không vừa. Rồi nha em còn một cái tím này, tím mới là khoác nha. 79.000. Dễ thương lắm. Len thường thường len mấy chị kiếm khoác không ra. Rồi ai lấy cái này thì comment cho em là hồng đi nha. Hồng nha mấy chị. 59.000. Tùm lum giá hết Ngọc Bích ơi. Giờ cũng nói lắc không nhớ cái nào luôn. Rồi coi cái này là cái gì nha. Sao giờ chuyển thằng giờ mà mới. Ê, cái này là 60kg bằng được luôn á. Thật cái này giảm lắm nha mấy chị, đây nè, 60kg bằng được luôn nha ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em đi, nó chỉ có một màu duy nhất thôi, một cái duy nhất luôn. Nó có một cái duy nhất thôi, cổ V nha ha, cổ V, cổ V. Trời ơi, hình như cái này có cái lô đẹp lắm luôn á. 60.000 thôi mấy chị ơi, 60.000 thôi, 60.000 hàng mới nha, chứ phải hàng cũ luôn, rất là đẹp luôn cái cổ nè. Trời ơi bận vô. 60.000 nha. Cái này form 60kg bận được, tại vì len này là len Montagu quá trời co giãn luôn rồi còn gì nữa. Co giãn lắm. Em chỉ bán hàng lẻ thôi mấy chị, nhặt like của em giờ mấy chị bán lại vẫn được luôn á. Áo hồng này là nhỏ, áo hồng này dễ thương nhưng form nhỏ nha. Form này có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp nè, 54kg ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em dấu hỏi đi nha, dấu hỏi luôn nha. Dấu hỏi 59k ha. Lấy thì comment giùm em hỏi 59 thôi. Hỏi 59.000. Dấu hỏi 59.000. Cái dấu hỏi này là thiêu nha mấy chị. Thiêu nha. Chào Huyền Huỳnh nè. Dấu hỏi này là thiêu nha mấy chị. Dễ thương chết luôn, không ai lấy hỏi trên vậy trời ơi. Lắc hả Huyền Huỳnh ơi. Rồi có hai cái thôi nha, hỏi 59k màu hồng. Cái này là thêu chứ phải in luôn nha mấy chị. Lắc thoát ra vô lại giùm chị đi Huyền Huỳnh. Em vô trang cá nhân trực tiếp, trang cá nhân của chị xem luôn á. Huyền Huỳnh nhận hàng chưa Huyền Huỳnh ơi? Huyền Huỳnh nhận hàng chưa? Rồi cái này là form to nha, 60kg bằng vô tư nha mấy chị, 60kg bằng vô tư. Trời ơi, 79.000, 79.000 ha. Sao ta không còn nói gì, xả cái chấm bi hả? Xả cái chấm bi hả? Xả thì xả ra đi, nó nằm dưới đúng rồi chị, cái chấm bi của Hân Huỳnh á. Rồi chị, đổi ra cái này nè. Như giá giùm em, cái này nó nhiều.
8 trứng hả? Không 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 không. 59. 59. Chứ phải xong rồi à? Chị cầm mấy không nè. Chị hả? Ừ đúng rồi. Rồi ai lấy cái này? Cái này là tím nha, bên đây là thiêu nha mấy chị, tím nha. Trời ơi. Rồi rồi ok hơn hình nha, xả cái chấm bi. Xả cái chấm bi lấy cái dấu hỏi nha. Rồi cái tím này 60kg bằng vô tư luôn nha mấy chị, 60kg. Trời cái tím này sao dễ thương quá, ngọt bằng trứng, mình sò kẹt không có thiêu. Rồi ai lấy tím này comment giùm em 79 nha, 79 ngàn nha. Đừng có tiếc, 79 ngàn mấy chị, 79 ngàn là hàng. Đẹp, dễ thương chết luôn. Hồng Nga coi cái chấm bi. Ok, ok, ok. Chấm bi là form rất tốt nha mấy chị. Nếu mấy chị sợ nó ngắn á thì mấy chị tặng chung với chân váy nha. Tay le nha, chấm bi là tay le ha. Hồng Nga 60kg hả? 60kg cái này không vừa đâu mấy chị ơi. Cái chấm bi này á, chấm bi này 60kg thì phải cao trên S6. Còn không thì cái này là có khoảng 56-57kg à. Chứ không có 60kg không có vừa. Rồi cái tím này đẹp lắm nha, cái tím này là 79 ngàn nha, lấy thì mình em tím 79 nha. Ủa em còn cái bẹt vai nữa nè, nãy bẹt vai có ai lấy chứ không? Rồi còn một cái bẹt vai nữa nè, ai lấy thì comment giùm em mã bẹt vai nha, mã bẹt vai đẹp quá ha, mã bẹt vai. Này là gì đây? Trời ơi. Cái này là dây nha mấy chị, dây nha. 49 nha, dây nha. Comment giùm em sọc 49 đi, 60kg bằng vô tư. Sọc 49 nha, cái này mỏng ha, xe 49.000 ha. Mỏng 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 mỏng. Có ai lắc á thì thoát ra xong rồi vô lại giúp cho em đi, đừng có đi luôn. Đi luôn rồi mua một cái là chết em luôn. Em lại mã em lại sell. Em còn một lố len chuẩn bị sale nữa mấy chị. Tay le. Phơm này là phơm nhỏ. Hồng Nga 49 ngàn nè kia. Chị Hồng Nga. Chị giá giùm em, sửa giá lại ha. Sọc này màu gì hả? Đây sọc màu của nó đây. Nè thấy rõ không? Mấy chế thấy rõ không? Ở ngoài nó giống như màu đỏ. Trời ơi nó lên phơm đẹp lắm nha. Ở dưới đây nó là xòe nhẹ nè. Thấy chưa? Tay nó cũng xè nữa nè. Tay đó là bặn vô là nó dài tới đây nè mấy chị. Đó, thấy chưa? Cái này là form nhỏ nha. Cái này là cỡ khoảng chữ nó co giãn rồi. Nhưng mà em nghĩ là 55-56kg thôi ha. Ai lấy thì comment giùm em là mà này là gì? Màu nâu đi. Màu nâu đi ha. Nâu 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 nâu. 55-56kg thôi. Ê, cái đó em bận đẹp. Xè, con xè bận chung với chân váy đẹp ha. Dưới cũng xè. Ừ, ở dưới cũng xè luôn. Rồi. Rồi 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 rồi. Ai lấy cái này comment giùm em màu nâu đi nha mấy chế. Nâu đi nha. Nâu xè đẹp quá à. 89.000. Thôi 59 luôn. Theo tủ luôn 59.000 luôn. 59. Lụm lẹ mấy chị. Nâu 59 là khuyên một cái nè. Trắng này rất là dễ thương nha mấy chị. Ở chính giữa đây có cái lằn nối nha. Chính giữa này có cái lằn nối nè. Đẹp lắm. Đen này là có khoảng 54-53kg á. Sọc 49. Trời ơi chị Hồng nha. Thôi là sắp vô vậy. Không sắp vô là em không biết cái đâu. Cho coi liền đi luôn. Đây. Đây là cái sọc nha chị Hồng Nga nha ha. Sọc mỏng nha, sọc này là phơm to nha, 60kg bằng vô tư lự. Dễ mặc lắm mấy chị ơi. Có chuẩn bị đi chơi, đi dạo gì đó, bận cái sọc này chân, bận cái ống dây cũng dễ thương. Chị Hồng Nga lấy thì ok. Rồi, trắng nha, trắng 49.000. Trắng 49.000, cái phơm này nhỏ thôi, có khoảng 54kg tới 54kg tùy chiều cao nha. Trắng 49.000. Cái trắng này lên đẹp quá, mịn quá. Chiếc bạch chiếc bạch tú luôn. Trắng 49.
Cái này mấy chị cũng thấy đẹp rồi, bữa em bán cái chân váy em mặc vô cho mấy chị coi. Chị Hồng Thủy, chị Hồng Thắm trắng 49. Hồng Thắm ơi, khách mới cho xin số điện thoại nha. Khách nãy em có rồi hả chị? Đây, Hồng Thắm ghi giùm em ghi giá rồi. Ok nha Hồng Thắm. Cái này dễ thương quá vậy. Để đợi. Trời ơi. Cái đấy mặt nó chắc chót luôn. Rồi ai lấy cái trắng này, cái tay nó có buộc cái dây nơ rất là đẹp nha, 49.000 nha. Đấy thì comment giùm em trắng 49 đây mấy chị ạ. Trắng này là form nhỏ nè, cỡ khoảng 54 cái trở xuống mặt đẹp nha. Tiếp tục một cái trắng dây đi, comment giùm em trắng dây 49 thì cho nó đừng lộn với cái kia. Trắng dây 49 nè. Trời ơi. Chị Hồng Nga có lấy không? Chị Hồng Nga có lấy cái đó không chị Hồng Nga? Trắng dây 49, còn cái này là trắng cổ tim nha. Cái này là cổ tim nha mấy chị. Form này là cỡ khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nha. Cái tay của nó nè. Đẹp ghê chưa? Trắng tim nha, cái này trắng tim nha. Trắng tim này giải đẹp, khoảng 59.000 nha. Trắng tim này 59.000, giải đẹp lắm. Sọc 65. Cái nào sọc? Quế Phạm sọc 65kg vừa nha chị Quế Phạm, cái sọc đó đó. Cái sọc mỏng á, 49.000 sọc nó là vừa nha chị Quế Phạm, nhưng mà em nói trước nó là mỏng nha. Rồi trắng tim 59.000, còn trắng dây này là 49 nha. Hoàng An trắng 49 kìa. Trắng 49 là cái này á chị. Rồi cái này 49 nè. Ủa ghê không? Dạ bèo 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 bèo. Ờ má mày. Rồi cái này là không biết làm sao luôn ha. 49.000 nha. Dây này là mấy chị, cái dây đen thì chắc buộc cái tay này quá ha. Buộc xuống cái tay này nè. Rồi bạn như cái này nó trễ vai một bên nha. Cái này nó trễ vai như vậy ha. Hoàng An trắng dây 49. Rồi ok nha Hoàng An trắng dây 49. Còn cái trắng le 59.000 hai lấy thì thầm bây giờ trắng tim 59 nha. Rồi, rồi, rồi ai lấy cái khoét vai này á. Cho chị xem đi hả? Quế Phạm. Chị ơi hết rồi, cái sọc đó nãy chị Hồng An lấy rồi. Hồng Nga. Hồng Nga lấy rồi, chị Hồng Nga lấy rồi, chị Quế Phạm em hết rồi. Còn hết rồi, cái đóng được hết rồi. Chào chị Niệm Lam nha. Rồi, cái này nó là màu gì? Xám nha, 49.000 lấy thì comment giùm em là xám 49 nha, tay dài. Xám 49 form này có khoảng 54 cái trở xuống mặt đẹp. Xám 49.000. Đáng rồi, giá này không có lời đâu mấy chị ơi. Mua giá luôn đúng không? Mua giá luôn đúng không? Ủa cái này thấy gì chứ là len mất tiền mà. Trong cái lô len mất tiền. Đen này là 60kg bằng vô tư nha. Len này cực kỳ đẹp luôn. Theo cho mấy chị 60.000 luôn ha. 60.000 theo lỗ luôn. 60.000 đen. Ai lấy thì comment giùm em mã đen 60k. Đừng thấy đen thui. Ê à Hồng Nga xả ha, giờ dục ra luôn đi chị ơi. Rồi, nói chứ chị Quế Phạm hả chị có lấy. Rồi nha, chị Quế Phạm coi nè, em dơ lên ha, 49.000 ha. Lấy thì comment giùm em nha. 70kg bận vô tư ha. 60kg, 60kg, 65kg gì đó bận vô tư, nó là cái sọc dây nha, dây nằm ngoài trước cổ nha mấy chị. Tay le ha. Nhưng mà nó mỏng. Nó mỏng em mới nó mỏng nha. Nếu nó còn có một cái là em mới sale nha. Lấy thì comment giùm em là 49k nha chị Quế Phạm. Rồi đen 60 nè, lấy thì comment giùm em đen 60 đi. Rồi Nhung Nguyễn Thị Hồng lấy đen 60k nè. Đừng có thấy đen thui 60k rồi che mắt luôn chị. Nhận vô rồi mới biết phải lên nó làm sao nha. 60.000. Mua đi, không bao giờ mà bị lầm giá chỗ em đâu. Em bán chỉ có nước bị lỗ với lỗ thôi. Cái đó bao nhiêu? 60. Nó cho số điện thoại luôn chị Hồng Nhung ơi. Nhung Nguyễn Thị Hồng ơi. Đen 60.000, chào Thảo Nguyên nha. Rồi cái đen này là form nhỏ nha mấy chị. Đen này là có răng cưa form nhỏ. Cái đen này là có khoảng 54kg trở xuống thôi ha. Lấy thì comment giùm em mã 54 luôn đi. Mã 54 luôn nha. 49k, 49k nha. Rồi chị Quế Phạm ok nha. Chị Quế Phạm có mua chưa chị? Không nhớ có đơn trước không? Chị Quế Phạm ơi cho em xin lại số điện thoại viết hết mật rồi lấy không? Cho em cho viết. Bỏ cái đó ra em. Rồi cái này là của chị Quế Phạm nè. Cho em xin lại số điện thoại đi chị Quế Phạm ơi.
ơi. Mấy chế ơi, mấy chế mua, mấy chế sắp ăn ra đây. Giờ này mà ai điện ta. Trời ơi, Hoàng An xả trắng 40 nữa. Đây nào Quế Phạm nè mấy chị ơi. Trời ơi. Cái đó có chị Quế Phạm trong xương số điện thoại đi chị. Chị liền cái trắng 40 của Hoàng An ra đi. Trời ơi, chắc em like chỗ này chắc em điên luôn mấy chị ơi. Thôi để cái gì mà. Đây nè, xả cái của bạn Hoàng An ra nghe mấy mấy chị. Trời ơi, like xả cái này sao nói chuyện nổi mấy chị. Buồn ghê luôn á. Đây 49.000 chứ gì 40, trời phạt 40.000 nha mấy chị. 49. Cái trắng dây này 49 nha, đừng có xả nữa sao tới tới luôn đuối quá à. Trắng dây này 49.000 nha mấy chị. Lấy cô thì còn ai lấy cái trắng dây 49 thì comment giùm em là trắng dây 49 nha. 49.000 rẻ mới chết luôn chị xả rồi. Đen 49.000, đen này là cổ răng cưa nè, 49.000 nha. Lấy thì comment đen 49 có khoảng 52 kg trở xuống mặt đẹp. Dạ đúng rồi chị Niệm Lam ơi, chậu hỏa nhập ma luôn mấy chị. Sao mấy chị xả chết luôn. Phải ngồi có người vô bọc sẵn mấy chị đọc tên cái người ta có tên liền rồi mấy chị biết là rất là mệt. Thấy số điện thoại của Nhung Nguyễn Thị Hồng Nhung nha, ai rảnh thì cho em xin dòng địa chỉ đi. Rảnh thì cho em xin dòng địa chỉ nha. Rồi 49k, nó giống như là xám lông chuột. Để gần cho mình xem cái chất len của nó lạ lắm. Cái len này nó lạ nha, mặn vô không đụng hàng luôn nha. Dạ. Ý ngộ. Thảo Nguyên xả luôn rồi, tôi quánh tất cả rồi. Đi không? Chị Niêm Lam con trắng gì đây? Dạ dạ, rồi nha. Rồi, hồi nãy Hoàng An có mấy cái hả chị? Nhiều không? Hoàng An xả cái trắng, Hoàng An một này nè đúng không? Ba cái. Hoàng An ba cái hả? Rồi nè, cái của Hoàng An xả hồi nãy nè đúng không? Cái trắng dây nè, rồi ai lấy trắng dây thì comment giùm em trắng dây nha, 49.000. Cái này là len Montagu. Mấy chị nhận len, cái len này 49.000 nha. Mà chơi xấu thì trả lại cho em luôn. Cái tay của nó có buộc cái sợi dây này nè. Cái gõ gẹ em không có canh được chị ơi. Mấy chị ơi, em đọc cái áo á, chị Niệm Lam lấy đi. Em đọc cái áo nào á mà mấy chị. Hoàng An ơi, Hoàng An hình như Hoàng An còn ba cái kia đúng không? Hoàng có giữ thì ok nha. Hoàng có giữ thì ok nha. Cái đó của chị Niệm Lam. Tùy giá chị Nga Thúy ơi. Chị Ngọc Tố em đọc số ký. Dạ, để em canh em đọc lại nha. Em đọc số ký gõ mấy chị lấy thì lấy rõ rõ giúp em nha. Rồi cái này có khoảng 52 kg thôi. Cái đen tim này nó là màu xám thôi, comment giùm em xám tim đi, 52 kg nha. Ai lấy thì xám tim nha. 49.000. Xám tim 49.000. Thằng An còn đó không? Chào bà Thảo Nguyên nha, áo xanh của tôi hết rồi. Còn màu khác bà Thảo Nguyên ơi. Thằng An còn không ta? Còn mấy cái ai biết đâu. Chào Nguyễn Huỳnh Như, chào Nguyễn Huỳnh Như nha em. Bạn Hoàng An hình như là còn 3 cái á. Hoàng An có lấy trắng dây 49, lấy trắng trắng lỗi 40 xẻ hả? Không, chị Niêm Lam lấy rồi. Ừ. Nãy nhiều khi em đọc comment không rõ mấy chị ơi. Hoàng An ơi, Hoàng An còn mấy cái, xả cái 40k nha. Hoàng An xả cái 40k nè. Đây nè, cái lỗi xả ra đúng không? Đừng xả tới xả lui nữa nha mấy chị ơi, trong live là em điên cuồng luôn á. Đây nè, nó bị lỗi chút xíu nha, nó bị lỗi chỗ cái này nha, giặt là hết, bảo đảm mấy chị giặt là hết nha. Rồi, 40.000 nha, nó trắng 40.000 giặt là hết. Thật sự là rất là rẻ rồi. Thấy số điện thoại, thấy địa chỉ của chị Quế Phạm nè, thật sự rất là rẻ rồi. Rồi em xả cái lỗi 40.000 này ra nha. Điện thoại của tôi không biểu tình tôi rồi. Trời ơi, cái len này đẹp cực kỳ luôn á. Để dành đâu? 59.000 nha mấy chị. Quá đẹp rồi. Nhưng mà nó là màu xanh nha. Cái form này có khoảng 52 kg thôi, 52-53 kg thôi. Ai thích ôm thì 55 kg cũng bon chen được. Thích ôm nha. Nhưng ở ngoài nó là màu xanh như gì nè. Đó. Tay dài rất là dày dặn nha. Cái này là len dày nha, không phải len mỏng đâu nha mấy chị. Cái này là len dày nha. 59.000.
Lấy thì comment giùm em là xanh 59 luôn đi. Rồi ok nha Hoàng An. Em vậy là cái trắng ngay là đưa cái trắng là chị Diệm Lam á. Rồi ok. Hoàng An ơi, Hoàng An nãy giờ còn 2 cái nha, lựa thêm đơn cho trên 100.000 đi nha. Cái xanh này quá đẹp rồi. Nhưng mà form nhỏ. Ê cái chị hơn xanh này chị Diệm Lam bằng đẹp nè. Cho thêm mình ở tay cái một bên. Ô, cái này hôm bữa còn lại một cái luôn. Hôm bữa mình bán hết rồi còn lại cái này đúng không chị? Ai biết không? Dạ, từ le, từ đưa. Bữa bán nhiều ta. To em còn nhiều lắm chị Quế Phạm ơi. Còn em còn nhiều lắm. Không to không nhỏ gì em cũng còn nhiều hết trơn. Cái này là cái giải von nha, để em kiếm đồ sale theo cho mấy chị nữa. Bán đồ sale thôi, hôm nay bán đồ sale, hôm nay không bán đồ mới thôi. Xanh này đẹp lắm nha mấy chế. Ơ còn cái áo này là form nhỏ nha. Thích thì lấy, nhưng mà form nhỏ thôi nha. Từ từ em vô tiếp cái form to cho mấy chị. Khi nào chị like đầm suông. Đầm suông hả? Đầm suông chắc cỡ thứ qua tuần đi, qua tuần đầm suông nha. Qua tuần đầm suông nha Sen Hòa ơi. Len xanh tay dài hết màu rồi Đặng Loan ơi, em bán 49 59 ngàn là nó hết màu, em mới sale hàng này nha. Cái này là form nhỏ nha mấy chị. Form này là cỡ khoảng 50kg trở xuống mặt đẹp nha. 50kg thôi ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là 55. Thun. Nó là thun nha, cái này là thun, ở đây là theo nha. Thun thun thun. Thun sơ mi, bạn đẹp lắm. Mã 55.000 50kg, 50kg trở xuống mặt đẹp nè. Ai có cháu cháu gì mà cháu 50kg ha. Em có màu gì, màu trắng nè, màu trắng, màu nâu với màu hồng. Màu này là màu màu nâu với màu hồng với màu trắng. Thun nha, nó là chất thun nha. Ngọc Hoa một cái thun nè. Có màu khác nha bà Thấu Nguyên. Rồi cái này là thun to nè. Xinh hồng cherry thun. Xinh hồng cherry thun nè, thun màu trắng nha. 55.000 á chị. Xinh hồng cherry cho xin số điện thoại đi em ơi. Em sẽ thở oxy rồi mấy chị. 55. Dạ 55 nè. Có 3 màu á, màu trắng, màu vàng với màu màu trắng, màu vàng với màu hồng. Rồi cái này là sỏ ngôi sao nha. Em không biết thắt hay sao về thắt mấy chị ơi. Form to nha. Form này 60kg bằng đẹp luôn á. 60kg bằng đẹp luôn. Nó có một dây chốt cơ nè, dây nè. Bặn vô nó có thể là hơi bẹt vai một tí, hơi bẹt vai một tí nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này thì comment. Nó là bẹt vai gì nè. Đó, dễ thương cho. Bặn vô nó bẹt vai như vậy ha. Rồi cái này là len nha, 60kg bận vô tư nha. 49k. Sao, nó có cái ngôi sao trước ngực nè. Rồi, 49.000. Lấy thì comment giùm em là ngôi sao đi ha. 56kg hả? 56kg bằng không vừa đâu mà xin Hồng ơi. Em có tư vấn số ký mà mấy chị, em mới nói 50kg mà. 56kg bằng không có vừa đâu. Ô hồi nãy có một cái bi. Cái bi hồi nãy là bi trắng. Cái bi này là bi tím. Cái bi tím. Rồi cái bi này 60kg bằng vô tư ha. Bi nha, bi 60kg bằng vô tư dễ thương lắm nha. Rồi lấy thì comment giùm em là bi nha. Xả là rất là mệt mấy chị, nghe em nói kỹ số ký đi. Phải có một người, hai người ngồi lục số ở đây nữa. Rồi bi ha, 60kg bận vô tư. Cái hồi nãy ai lấy bi đỏ, bi tím gì đó. Giờ sót lại cái bi tím, hồi nãy là bi trắng, còn này là bi tím. Mọc đâu ta. Bi này đẹp lắm nha mấy chị, 60kg bận vô tư nha. Đừng xả nữa, nghe em đọc kỹ số ký đi, đừng xả nữa. Rồi, không thấy ai comment, không thấy ai comment. Cái cổ của nó có kim tuyến nha. Form này nhỏ thôi, có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp ha. Được nha em. Bảo Duyên, Bảo Duyên lấy được nha, Nguyễn Quỳnh Như. Em đừng có lo, Bảo Duyên là khách ruột. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em trắng cổ tròn nha, trắng cổ tròn nha. 60.000 nha mấy chị, trắng cổ tròn 60.000 nha. Hôm nay là cỡ khoảng 54 55 kg trở xuống mặt đẹp thôi.
60.000. Trẻ bèo. Chị lấy nè, chị Niệm Lam lấy. Chị Niệm Lam lấy cái nào ta? Bánh tròn á. Bánh tròn hả? Nhiều. Em vừa không hả? Vừa, nhưng mà có khách lấy rồi. Chị Niệm Lam lấy rồi. 60.000 chị. Bánh thằng ơi, sao nó đâu mà tôi bán với nó rẻ dữ vậy ta. Đây nè, cái dây này mấy chị bằng dừa nè, không lấy cái dây này đi. Trắng 59kg hết rồi em ơi. Em hết cái trắng đó rồi mấy chị, qua mã khác đi mấy chị. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em là nâu dây nha. Chị Hồng Nga bi tím. Dạ, thun len chị ơi, bi tím. Chị Hồng Nga, chị cái bi nào nãy xem. Rồi. Dây nha, mã dây nha. Hàng ăn trắng tròn em hết rồi. Dây nha, ai lấy dây nha. Dây 49.000 nè. Dây 49.000. Đừng có thấy hở, không có hở thôi nha mấy chị. Hình như là 79 á. Kìa cái bi đỏ kìa chị. Bảy mươi, 80 mất chuột hả? Bi tím còn một cái à nha. Bi này còn một cái, còn bi này thì còn nhiều nè ha. Rồi. Cái này là màu tím lờ, con này tím đậm nha, 80.000 nha mấy chị. 80.000 nha chị Hồng Nga, lấy thì comment giùm em bi 80 đi, 60kg bằng vô cân. 80.000. Trắng tròn hết rồi, từ từ em like tới. Cái bi ở ngoài đẹp lắm. Không đẹp là không lấy tiền mấy chị. Nha. Cái này 60kg, 70kg bằng vô tư nè. Nó cũng là len hay không? 60kg, 70kg bằng vô tư. Bi 80 một cái cho Ngọc Hoa nè. Cái này là len nha mấy chị. Len nha, cái nào thun, em ít thun lắm. Cái nào thun em sẽ nói thun nha. Len len, còn bình thường em như thế này là len nha. Rồi ai lấy cái sọc dây này thì comment giùm em là sọc dây nha. 60kg, 70kg gì bằng vô tư hết ha. 45kg bằng rộng nha. Bi 45kg bằng rộng. Bi này là 60kg vẫn đẹp nè. 60, 55kg vẫn đẹp ha. Rồi ai lấy cái này thì comment cho em sọc dây 49.000. Sale cho mấy chị cái sọc dây 49k. Sọc dây này à, bạn dễ thương lắm. Len nha chị Hồng Nga ơi. Len nha chị. Bi này là len nha. Cái bi này là len. Bi là len chị Ngô Trang ơi. Rồi em còn mớ áo thun nữa. Bây giờ em sẽ like áo thun ha. Rồi cái này là cổng, cái này đẹp lắm nha. 80.000 nha mấy chị. Cái này cỡ mèo sa len bằng đẹp nè. Rồi chị Sen Hoa một cái sọc dây 49.000 nè chị. Chị Sen Hoa gọi là chị của chị Hoàng. Em chị Hoàng. Rồi ai lấy cái len có nón này. Chị Hồng Nga ok bi tím 49 đúng không? Dạ 49. Còn cái này là 80 nè. 80.000 cho chị Hồng Nga. 80.000 cũng rẻ lắm rồi mấy chứ ơi. Rồi cái này là len nha. Có cổ nha, len có cổ mình dễ thương lắm nha. Ai lấy? Có áo thun chị Ngô Trang ơi, để tí em like áo thun chữ. Áo thun ít à, để tí em like cho. Có sắt sẵn ở dưới nè. Rồi chị Ngô Trang tiếp cái này nè. Cái này dễ thương nha. Cái này đẹp. Thích thể thao có. Cái này dạng áo nón nha, ai lấy thì comment len nón nha. Cái này bận khoác ở ngoài, ở trong có cái bận thêm một cái áo ba lỗ cực kỳ xịn luôn, 80.000. Xuất sắc. Trời ơi, đừng thấy nhiều người bán đồ rẻ quá mấy chị chơi đồ gì giỡn, nhận hàng gì chơi đồ giỡn nha. Lên nón 80.000, lấy thì comment giùm em nón 80 nha. Đợi chút xíu em sẽ like tới Chí tẹo thôi, em sẽ like tới áo thun cho mấy chị. Đây nè, tiếp tục mấy bà nội tôi mua một cái nè. Không xả ra nè, hoàng cà ná nè. Không biết tên gì tịch. Rồi 70kg bằng vô tư nha ha. 70kg bằng vô tư. 70kg 40k luôn, xe 40k luôn. Nó cái form này nó giống như cái áo cam hồi nãy, nhưng mà cái áo cam thì nó dày hơn. Còn cái này là len mỏng, tôi ghi mỏng hơn. Cái dây này là dây nằm sau lưng nha mấy chị. Cái dây ngang nằm sau lưng 70kg bằng vô tư nha. Ai mua giùm á, mua giùm cho mấy chị nè, 70kg thì lấy nha. Đây là bị trái, đang ship bị trái ra ngoài. Rồi lấy thì comment giùm em là xanh đi nha.
xanh 40 ngàn luôn. Nó là len nha. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung hỏi gì ta? Có áo len 65 kg hợp phải không em? Phải là sao ta? Rồi nha, phọt phải là sao chị? Em hiểu chưa? Mày còn quê rồi. Đây. Trời ơi, 60 kg bằng vô tư nha mấy chị. Nó là xanh dây nha, bằng dễ thương lắm. Nó là len nha. Lấy thì comment gì là trắng dây đi, nó có dây màu xanh nè. 65 kg mà cũng được hả? 60 kg, 60 ngoài ký mà lấy cái này nha. Trắng nha. Comment giùm em trắng đi. Trắng 60, 60 ngoài ký gì bạn cũng đẹp luôn nha mấy chị. 59 ngàn nha. 59 ngàn. Cái này là 60 ngoài ký bằng đẹp nè. Ui, ôi len này nó xịn dữ lắm luôn á. Cái len này là cỡ khoảng 58 kg bằng đẹp nha ha. Phọt dài em ơi. Phọt dài hả chị? 65 kg mà phọt dài à? 65 kg phọt dài em có đầm chị ơi. Đầm Nguyễn Thị Hồng Nhung ơi. Em có đầm đầm len. Cực kỳ. Cực kỳ là phân to. 65 kg, 70 kg bằng vô tư luôn. Rồi ha. Ai lấy cái trắng này, em bảo đảm với mấy chị cái trắng này cực kỳ đẹp, hàng cực kỳ xịn. Nếu mà cái trắng này mà mấy chị cứ nhận hàng mà chê, trả hàng này cho em cái màu trắng này ha, quá trời đẹp luôn. Cái chỉ thôi. Nó bị chỉ dư thôi. Chị kéo giục mẹ ở đâu rồi. Rồi. Ai lấy cái trắng, ai lấy cái trắng này comment giùm em mã trắng, trắng trơn nha, trắng trơn, trắng trơn. 70 ngàn nha, trắng trơn 70 ngàn, không phải em bán theo giá đâu. Mà là em bán em cứu khổ cứu nạn em. Nguyên cái lỗ rồi chết. Trắng trơn 70k ha. Trắng trơn 70k. Nãy cái sơ mi này đâu có ai lấy đúng không? Còn anh xem cho xin trắng nữa chơi. Trắng trơn cho Uyên Tạ nè. Uyên Tạ cho xin số điện thoại với địa chỉ nha chị. Chị 70 ngàn chị. Uyên Tạ cho xin số điện thoại với địa chỉ nha. Hết rồi, xin hồng cherry ơi, có một mã thôi. Rồi 59 ngàn nha. Ai lấy áo sao 59 comment như thế nè. Sao 59 nha, áo này là áo dày dặn nha. Ở ngoài miền ngoài hả lấy nha mấy chị. Ở ngoài miền ngoài hả lấy cái áo này nha. Sao 59. Sao 59 ngàn. Cái form này có khoảng 58 kg bằng cũng được đó nè. 58 kg bằng cũng được luôn. 58-60 kg ngoài, 60 kg. Tùy theo chiều cao, chiều cao có mấy chị á, cỡ khoảng 58-60 kg nha, lấy cái áo sao này đi. Đẹp không? Đẹp nhưng mà giải nó dày thôi. Ngọc Tố lấy cái sao nha. Giải nó dày nha chị Ngọc Tố, em nói trước nha chị. Em để ở dưới đít bao nè, ở dưới đít bao nên nó hơi bị hôi. Gửi chung hàng của em được không chị? Tạ Bích Huyền là gửi chung với ai? Nè chị Ngọc Tố một cái sao này chị ơi, 59 ngàn nha. Chị Ngọc Tố một cái sao 59. Sao nó đẹp quá à. Uyên Tạ, à được nha, gửi chung được nha. Uyên Tạ đi chung hả? Chị ghi giùm em là Uyên Tạ chung với Tạ Bích Huyền chị. Giờ ok ok. Chung đi, đi chung cho đỡ có một xếp mấy chị ơi. Rồi tiếp tục một cái len dày nha, 59k. Form này là cỡ khoảng 60 kg. 60 kg, 65 kg bằng vô tư nha. Ở ngoài sau lưng của nó có cái đan dây nha. Thắt cái sợi dây kéo kéo dễ thương ha. Coi đây là sau lưng nè. Đây là ngoài trước nè. Len này len dày nha, mặc cái sức lạnh nha mấy chị. Sao của chị Ngọc Tố, đúng không chị? Ừ. Dạ đúng rồi, ok. Sao của chị Ngọc Tố, sao của chị Ngọc Tố. Rồi, ai lấy cái nâu dây này comment giùm em. Nâu dây 59 ngàn, tiếp tục. Nâu dây 59 ngàn, nó là len đan nha. Rồi ok, lên áo thun. Ngọc Tố lấy cái nâu luôn nha. Chị Ngọc Tố lấy cái nâu này luôn, 59 ngàn. Trẻ mà đẹp. Nhưng mà em để ở dưới nó hơi hôi thôi ha, chứ không phải là nó ấy đâu ha. Trời ơi, cái đầm hôm bữa của ai đây? Cái đầm này 89 ngàn nè, đầm phun su 89 ngàn nha. Đầm này 70 kg bằng vô tư nha. Hết rồi, sen hoa ơi, nâu hết rồi. Cái đầm này 70 kg bằng vô tư nha. Trời ơi, cái thiệt cái 70 kg, 75 kg bằng được hết luôn nè. Cái này cũng 50. 89 ngàn nha, ai lấy thì comment giùm em là đầm sọc nha. Chào Phạm Thanh Thảo nha con. 59 ngàn, hai cái đó 59 ngàn hết. Chào, chào.
đầu bé Phạm Thanh Thảo đầm len nè. Rồi bắt đầu em bán ấu thun nha mấy chị. Thôi còn con cái len này nè ha. Rồi sọc này luôn nha. Sọc này là sọc xuôi nha. Thường thường len nó ít sọc xuôi. Ai lấy sọc len? Hồng Nga 60k là gì? 60kg nha. 60kg chị Hồng Nga hả? Chị Hồng Nga comment gì 60 ta? Em có cái nào 60? Dạ không có cái nào 60 hết á. Hồng Nga comment gì rõ rõ nha. Rồi đó, ai lấy cái này thì sọc nha. Sọc nha. 69.000 nha mấy chị. Sọc 69 nha. Sọc này là 69 nha. Cái lô này, cái lô sọc này đợt trước về đẹp lắm Ngọc. Giờ còn có không có. Đợt trước bán như nguyên á. Chị thấy cũng đẹp không? Đẹp chị ơi. Đẹp. Chị Hồng Nga lấy cái nào ta? Này nhiêu tiền hả chị? Không thấy. Chắc mẹ. Rồi nha, áo thun em bán 70 ngàn luôn nha. Cái thun này là 55 ngàn nè. Thun này là 60 ngàn. 60 ngàn nha mấy chị. Thun này là foam body nha. Foam này có khoảng 50kg trở lại thôi ha. Lấy thì comment vô em. Sập tim 60 ngàn. Sập tim 60. Cái đầm hồi nãy chị Hồng Nga hả? Chị Hồng Nga hỏi cái đầm con có sọc 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 tầm dài đúng không? Cái đầm nó 60kg bằng vô tư luôn á. Nhưng mà 89.000 là nha chị. Không có 60.000. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là sọc ha. Sọc 60.000. Ừ. 65kg bạn có rộng không? 65kg á. Đúng rồi, phong xuông chị ơi, 65kg không rộng đâu. 65kg nếu mà chị cao khoảng 1,5m là không rộng nha. 65kg cao 1,5m không rộng đâu, không đầm sọc đó. Dạ ha, đây là cái thun nè. Thun này, phơm này là có khoảng 55-56kg bạn đẹp nha. Nó là màu xanh nha mấy chị. Nó là màu xanh nha, thun này là xanh nha. Trời ơi, thun chữ này rất là đẹp luôn, chữ này chữ in nha. 70k rồi ha, ai lấy cái này comment giùm em là xanh 70 nha. Em có màu xanh nè, màu đen nè, rồi xanh với đen, hai cái xanh hai cái đen hết luôn hả? Chữ khác. Ừ, chữ khác. Á, à, có màu vàng nữa nè. Mày có màu màu gì? Cái đầm này 65kg mà 1,5m là bận được á chị. Nó là phong xuông nha. Thun chữ xanh nè cho Phạm Thanh Thảo 70.000 nè chị. Đi 70.000 giùm em. Ok nha Phạm Thanh Thảo. Này chị, cái đầm sọc này nè, không có. Nhưng mà riêng cái đầm sọc này em bao giải cho chị luôn ha. Cái đầm sọc này giải rất đẹp. Khung đẹp lắm Thảo ơi, 70.000. Khung đẹp cực kỳ. Lặn vô luôn. Sợ luôn. Hỏi dính hả? Ủa ta cáo này nãy chị đọc chị gì mới lấy đúng không? Bỏ vô giùm em. Bà đòi cái áo của em đó chị. Đào thứ hai đúng không? Đào thứ hai chị, đào thứ hai đổ. Ôi trời em bận với cái váy nữa chị ơi. Chị cục đây. Không dài không rộng gì đó. Đẹp lắm ha. Đầm chị lấy hả? Dạ chị Ngọc Phố ơi. Ok chị. Nước lông luôn. Đầm 80kg. Ok. Dạ thun bao nhiêu ký bằng vừa thun. Cái thun em đang mặc là cỡ khoảng 55-56kg á chị ơi. 55-56kg. Cái này là của chị Ngọc Tố nè chị. Ok nha. Để chị lấy cái len dây đó cho. Giờ không biết nằm ở đâu nè. Đây của chị Ngọc Tố. Len dây 49k ha. Đây dây 49k ha. Dây nó là dây sau lưng nha. Dây sau cổ. Không mặt mát lắm chị Ngô Trang ơi. Trời mặt mát rồi. Chị Ngọc Tốt bên này chưa có đơn. Á, để chứ. Ngọc Tốt không nhờ. Ngọc Tốt không ta lại. Bị tầm. Ta lại chút đơn. Thun này đẹp lắm mấy chị ơi. 70.000. Trời ơi, ghê trời. Thấy chưa màu vàng nè. Ôi. Thằng con cái thua lần thôi. Nó lại đồ cọc. Dạ dạ
Dạ chị Ngọc Tốt. Áo mặc chui mặc vừa không? Bận rộng nha bà Kim Liên. Á, bà Kim Liên bận thì dài. Cắt lên Kim Liên ơi. Kim Liên cắt lên. Áo thun dễ thương lắm nha. Rồi ai lấy cái màu, em mặc là màu xanh nha. Em có màu vàng với màu đen nữa ha. 70k. Rồi chốt lụm đi mấy chị ơi. Thun này mà em bao hàng luôn. Như mấy chị cái thun này không có phải là thun tuẩn đâu. Không phải, cái len nâu mà cỏ dây ở phía sau á. Thanh Thảo đâu còn cái đó đâu. À cái đó chị Ngọc Tố. Cái đó chị Ngọc Tố lấy rồi, Thanh Thảo ơi hết rồi. Chỉ có một cái đó mà chị khách Ngọc Tố lấy rồi. À, cái đó là vậy, phải đúng rồi mấy bạn thôi. Cái đó bạn đi ấy đẹp ha. Có phơm rộng không chị hả? Chị có cái phơm này không có phơm rộng em ơi. Phơm rộng. Đợt nó về phơm rộng thì mấy khách lại hỏi phơm body. Cái phơm này có khoảng 56kg trở xuống thôi ha. 56kg thôi nha. Màu mỡ em đang sale lên, dơ lên là màu đen này. Em đang mặc là màu xanh. 70k. Dễ thương lắm. Bận vô mát rồi rồi nha mấy chị. Rồi cái chữ là chữ khác ha. Ờ gì hai ba bọc đi cha. Kim Liên Nguyễn xanh đi là quen đúng không? Ừ. Chị ghi áp. Nè nè chị, em dở lên luôn. Chị kêu giá cho em để quên. Để thôi. Để tôi. Đây là bạn em hả? Dạ, chị Liên Kim Liên bạn em đi. Phơm này có khoảng 5 mấy ký. 5 6 ký trời, đúng là cái thun mặt mát thì rượi. Trời ơi, bạn này mặc cái quần ấy ăn 70k. Đi là bán cháy được chất đậu ha. Rồi ai lấy chữ nô thì comment rõ giùm em chữ nô đi. Đó là chữ nô đó. Em có màu gì đây? Trời ơi có màu à. Chữ nô này có màu vàng với màu đen thôi. Có vàng với đen thôi ha. Chữ nô có vàng với đen. Bảo đảm với chị thun bằng cực kỳ. Hôm nay không có xét nha Thanh Thảo. Hôm nay không có lay xét em ơi. Rồi ai lấy chữ nô thì comment giùm em là vàng chữ nô hoặc là đen nô. Vàng nô hoặc đen nô. Hôm nay em có like set. Hẹn với mấy chị like trên váy hoài mà chưa có rảnh để like. Còn một đống nữa. Em còn một lô túi nữa. Định lấy túi về bán chơi. Bán có lời. Hôm nay em bán túi không có lời cho mấy chị. Xin chúc một cái vàng nô nè. Áo thun này dễ mặc cũng chết đâu mấy chị. Làm mốt thun về để mấy chị ơi. Cái này đang hot nè. Trời ơi màu hồng da, màu hồng lon gì đó. Em thấy trên mạng đó. Mấy chị kia bán gì 9.000, 90.000 gì. Em bán ở đây có 70.000 nè. Không lụm mà lựa đi. Lạc Huy một cái vàng nô luôn nha. Bao giờ like chân váy hả? Trời ơi bữa nay không có like chân váy được. Tại vì nó là nguyên một cây. Chân váy nó mấy trăm cái nó nguyên một cây lận, thành ra phải đợi hôm nào là like nguyên một bộ, nguyên một bộ của nó luôn nha. Tạ Bích Huyền, thành ra giờ chú có like được có Bích Huyền ơi. Bích Huyền thông cảm bữa nào nha. Chị Ngô Trang hỏi vàng chị Ngô Trang vừa không? Vàng chị Ngô Trang, vàng này có khoảng 56kg á. Nhưng mà chị Ngô Trang cao đúng không? Phơm này dài mà. Trời ơi cái phơm, mấy cái phơm này to, em thấy to nè mấy chị. Có khoảng 56-57kg gì đó. Đó chị Ngô Trang. Cái này là hồng, cái này là nó giống như là loang loang gì đó. Ở đây có hình con gì? Con Mickey. Cái hồng này em thấy ngoài chợ nó vẫn bán gì 90.000. Hôm bữa có Facebook kia bán 90.000 mà cũng chị mua nhiều quá trời luôn. Rồi nha. Em về ít áo thun lắm tại vì em xuyên len á chị ơi. Em về áo thun hôm nào có áo thun 19.000 á. Hôm nào em có lụm được lô áo thun rẻ đó em bán cho mấy chị. Còn này là gì đây? Cái này là đồ bộ. Đầm suông sọc bao nhiêu em? 89.000 chị Quế Phạm ơi. Nhưng mà hình như là hết hàng rồi. Hết hàng rồi chị Quế Phạm. Lấy chị nào ấy lấy nè. Chị nào lấy? Chị Ngọc Tố không? Đây là một cái bộ nha. Bộ thể thao nha mấy chị. Lâu lâu có dạng chung lô bộ hai bộ thôi. Chứ em không có chuyên mấy cái hàng này ha. Đó là bộ thể thao ha. 120k. Rồi ai lấy bộ thì comment giùm em bộ 120 ha. Bộ 120. Trời ơi bộ này là bộ ba sọc nha mấy chị. Phơm bộ này là resize, không có size nha. Không có size nên đừng hỏi của em là size gì. Nó in mạc là size S nhưng mà nó là resize nha. Phơm đồ bộ này đẹp quá à. Phơm thể thao 120.000 ha. Phơm bữa bán 160 luôn á mấy chị ơi.
bộ thể thao cho Phạm Thanh Thảo nè, đẹp lắm Thanh Thảo ơi, 120 ngàn đẹp lắm cưng ơi. Này chứ cẩn thận rồi em, đẹp lắm Thanh Thảo, cái bộ thể thao đó về tách ra làm hai phần được luôn. Rồi em còn một cái len giày nè, sale cho mấy chị luôn nha, 49k ha, 49k một cái len giày này luôn, 49k 120k. Dạ 120 chị. Trời Phật ơi cái này bận sao trời. Bận gì thì cô gái nó bị ngược hết cha. Cái này bận sao mấy chị. Ngọc bận sao Ngọc. Rồi ai lấy cái này về suy nghĩ bận giùm em nha. Len cực kỳ đẹp. Len cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Cái đó bận 2 kiểu 49 ngàn. Bận sao. Bận được 2 kiểu. Cái này rồi bận sao. Đó. Chị luôn hả. Ừ. Chị dạ nghĩ là bận được 2 kiểu. Cho tôi không biết bận sao luôn mấy chứ. Về thiết kế giùm em 49 ngàn nha. Cô gái nha len. Cái này là len cô gái nhưng mà len dày nha. Bận ở xứ lạnh nha. Bận ở xứ lạnh nha. Ôi nó mịn ghê luôn. Cô gái này là nó có cái tiếng cái sạc lụi gì. Bình tự nha. 49 ngàn. Rồi giờ xem cái bình tự rồi đi. Cái len này đẹp lắm. Ui đẹp quá à. Cái đó bận sao. Nhưng mà không biết bận sao chứ. Nhưng mà cái len cầm vô chắc hình như là cô gái ngược. Ờ cô gái ngược hình như cái kiểu không vậy hay sao. Ha ha. Theo cho mấy chị mấy cái quần này luôn nè. 25 ngàn đúng không. Cái quần này cha. Lộn quần rồi. Cái này là gì vậy. Trời ơi này là một cái đầm nha. Nó là một cái đầm thun nha mấy chị. Trời ơi. Túi rẻ, bán rẻ cho mấy chị cái đầm đỏ này luôn ha. Đầm đỏ này. Trời ơi 70k nha. 70k. Rồi túi ngay đẹp thì hốt cái đầm đỏ này. 70 ngàn nha mấy chị. Bận hay bữa 70 ngàn nha. Đầm đỏ 70k nha. Chắc thun nha. Cái đầm đỏ này là thun nha. Không phải len đâu nha mấy chị. Đừng. Nó len nha. 70 ngàn nha. Chị không chứ đang tự quê. Bán đồ không biết bận sao. Tầm đỏ 70 ngàn. Cái áo này là cái áo 120 ngàn. Mà tại sao em đang nằm ở đây. Nó là trong lô len đẹp 120 ngàn. Đầm đỏ thun 70 kìa. Rồi Nguyễn Thị Hồng Thắm. Đầm đỏ thun 70 chị ghi giá cho mình 70. 70 tuổi luôn à. Rồi cái này là trong cái lô len đẹp nha. Len 120 ngàn của em đây. Không sale, cái này không bao giờ sale được. Tại chỗ khác vẫn còn đây. Vô gần Tết rồi, cái này ở ngoài miền Bắc, ở ngoài miền ngoài á, xứ Trung gì nó vẫn bán giá rất là cao. Em không sale được đâu 120 ha. Ai lấy thì comment giùm em mã 120 đi. Em còn rất là nhiều cái này. Nhưng mà giờ cái lô này nó đóng mì mỉ ở trên kia rồi. Không có cái nằm ở đâu được chứ. Rồi ok nha chị Hồng Thắm. Đầm đỏ 70k. Đây có mấy cái quần này luôn nè. 50 ngàn. 50, 55 gì để ta ta. Còn gì theo cái đó nha. Thập cẩm nha. Rồi cái quần baggy nha. Quần baggy ở ngoài trước buộc chai nơi dùm em. Quần baggy ngoài trước buộc chai nơi dùm em ha. Sale 55 ngàn ha. Baggy này là giải tay. Sale 55 ngàn. Free size nha, free size nhưng mà nó đẹp á thì cỡ khoảng 50kg trở xuống. Ai lấy thì comment giùm em là 55k tập nha, tập quần, quần 55k giải tay. Giải này đẹp lắm mấy chị. Giải này là không bao giờ nhăn, đừng có lo giặt mà bị nhăn nha. Rất là đẹp luôn. Yến Nhi áo len 120k. Chốt cho bạn Yến Nhi công ty. Đẹp quá. Yến Nhi hốt ngay. Rồi tộc 55 ngàn. 120 ngàn. Dạ 120. Quần tộc đen. Rồi ghi giùm em cái này tộc trắng đi. Ống rộng nha. Cái này là thun nha. Hồi nãy là tay. Cái này là thun. Thun. Rồi thun nha. Nó là phơm ống rộng nha mấy chị. 55 ngàn nha. Đừng nói tại sao mà ống rộng quá. Phơm dài rộng mấy giờ chị Ngọc. 53. Tém giờ 53. Tém giờ 53 rồi. Ui cha.
65 kg là thun mới vừa nha chị. Cái quần thun thì vừa nha, 65 kg quần thun vừa. Lấy thì comment giùm em là quần thun ống rộng nha. Ống rộng gì? Quần đó 65 kg là quần đỏ. Nãy giờ đâu có quần đỏ. Hay. Cái quần này là size gì đây? Size M nhưng mà nó lai lai lờ lờ nha. Nó có cái đồ móc móc vô. Cái này là treo móc, nó không bị nhăn quần nha. Quần xịn nha, 55k. Quần này cực kỳ xịn luôn nha. Cho coi lại cái quần tây nãy đi rồi ok nha. Dạ đúng rồi Phạm Thanh Thảo ơi, em bán đồ cho nó đi hết kho nè Phạm Thanh Thảo ơi. Mua ủng hộ đi chắc chết. Con ta nói bán đồ cũ má. Đừng có nói em bán đồ cũ nha. Đồ này mà nói bán đồ cũ tại tôi thấy 55k. Quần đồ trắng, quần đồ trắng 55k. Rồi cho Phạm Thanh Thảo nhận cái quần này mà 55k là dài mà chê cái quần 55k là tôi mắng cho nghe người xịn của tôi đó. Đây đây là cái quần bét dây nha, quần bét tây nha. Đó. Quần bét dây nha mấy chị. Không có phải là bán hàng cũ mà nó rẻ vậy đâu nha. Tranh thủ mua đi. Bán cho vui nhà vui cửa cho sạch kho đi. Đặng Loan ơi cho cái xem cái quần tây nè. Bán rẻ là bán lỗ đó cưng. Bán lỗ đó. Quần sọc trắng đó 65 kg vừa không? Chị mua cho em bao nhiêu chứ? 65 kg ôm á. Có 55.000 thôi. Cô nương ơi cô nương. Đây nè một cái quần tây xanh 55.000 nữa nè. Nhưng mà size L nha. Cái này chắc cái này 65 kg bằng đẹp luôn nè. Không phải quần cũ đâu nha. Trời đất ơi trời. Nhận hàng về đi. Đó là size L. Size L rất là đẹp. Quần tây 55. Ai lấy thì comment như đây là xanh 55 nha. Trong cái lô con xì á. Nhưng mà chị nghĩ 65 kg không vừa hả? Em thấy con Nguyên bận vừa. Rộng eo hả? Rộng eo luôn. Bạn Nguyên bận size M thôi. Cái này là size L rồi đó. Có đo mông gì được. Mông thì em không biết nha. Rồi quần xanh nha. Ai lấy xanh 55k thì mấy người lấy xanh 55 nha. Cái quần sọc trắng này 65 kg vừa nha mấy chị. 100 euro xanh 55 rồi. Rồi cho chị 100 euro. 100 euro ha. Chào chị Trang Moon. Trang Moon số hôm nay. Quần tây dài lúc nãy bao nhiêu chớ em mặc dù không mèo Salem. Quần tây đó cỡ khoảng 52 kg trở xuống nha mèo Salem 55.000. Còn có một cái hai cái tôi bán 55.000 đúng không bà ơi. 55.000 đổ rồi thôi mấy chị luôn nhập 1.000 cái mới chưa có giá 55.000. Nhập 1.000 cái chưa có giá 55.000. Dạ không có giảng chị ơi nhưng mà hết rồi. Xanh đó chị Camaro lấy rồi hết rồi. Chị Ngô Trang cái quần xanh đó là trong lô cô xì đó chị. Mèo Salem. Ok mèo Salem. Nè chị ơi 55.000 cho mèo Salem luôn. Cái bếp ghen hả? Hả? Mèo Salem là quần này nè. Còn quần em ơi để dơ lên ha. 100 euro là khách quen. Chị rồi. Ghi cho số điện thoại ra thôi ghi đi. Ờ ghi đi cho chắc. Rồi mèo Salem cái quần tây đen nha. Ok nha. Còn quần đi giá rồi không mẹ? Dạ đi giá rồi. Lòi hàng luôn. Trời ơi. Quỷ hàng. Quần ghen. Quần ghen này là size L nha mấy chị. Size L này nha. 55.000 luôn nha ha. Một cắn lộn bệnh hay gì á. Size này là size L nha. Quần này trong lô con xì nha chị Trang nha. Chị Ngô Trang mua lô con xì hoài thì biết ha. Rồi ai lấy cái quần rang này thì comment giùm em rang 55 ha. Size L. Size L, size L. Quần sọc trắng 55.000. Hân Huỳnh comment gì em không thấy ta. Rồi ai lấy rang thì comment giùm em rang 55k nha. Size L nha. Sang là to này nha. Hân Huỳnh ơi, Hân Huỳnh nói gì không hiểu. Hân Huỳnh, Hân Huỳnh lấy cái trắng đúng không? Trang 55 cho Hân Huỳnh nè. Ok. Nè để mặc thử cái sọc này cho mấy chị xem. Còn đồ trắng hết rồi Phạm Thanh Thảo ơi. Ô, còn áo thanh thái đúng rồi. Dục xuống, like tiếp. Ô, quần xanh. Giờ không còn. Cái áo này là áo cô xì. Đó. Đồ đẹp chuẩn bị em xả ra nha mấy chị. Trời ơi bằng cái váy rồi bằng cái này vô luôn hả? Tưởng thiệt 65 kg nè. Thật ơi bằng không biết
Em bạn cho mấy chị coi thử thôi nha ha. Coi thử là nó vừa không nha. Trời ơi, bạn cái váy ở trong nên nó bị độn thôi nha. Chứ nó không độn mà nó lên thơm rất là đẹp nha mấy chị. Đây là cái phân quần nha, nó bị độn thôi, thông cảm. Em có sọc này với sọc đen 55 ngàn à. Nguyễn Thị Hồng Nhung, chị lấy cái quần này đúng không? Rồi ai lấy quần này thì comment giùm em là sọc thun đi nha. Thun đi cho đừng có lộn, nó là bằng thun nha. Thun, thun 55. Cái ren này có một cái rồi đúng không? Ren hết rồi. Thun 55 nha, ai lấy thì comment giùm em rõ thun 55 đi. Em có sọc đen với sọc trắng. Thun 55. Có lẫn với dài luôn ha. Có lẫn với dài luôn, 55 ngàn. Rồi comment rõ đi nha chị, lấy không có bị lộn nha. Chỉ có sọc đen sọc trắng thôi, với hai loại lửng với dài nha. Rồi áo này, áo này hôm bữa trong shop bán 160 ngàn nè, giờ lấy ra sale luôn. Form to nha ha, form to luôn, 70 ngàn, ai lấy thì lụm nha. Nó là ren, ren lỗ bên đây. Hồng Nhung ok, chị Hồng Nhung lấy cái quần này chị. 55 ngàn ok chị Hồng Nhung nha. Rồi ren lỗ nhưng mà ở bên trong có lót hết nha. Bên trong có lót nè. Trời ơi rất là đẹp luôn. Cái này là trong lô cô xì luôn, quá trời đẹp. Cái áo này là, áo này là 65kg bằng vô tư nha, 65kg. Rồi ai lấy thì chốt giùm em luôn, 80. Rất là đẹp. Cái này đó, cái nút ngoài sau là có cái túi đính kèm nút nha. Cái túi đi kèm cái nút đó nha mấy chị. Đây cái túi của nó đây ha, đi kèm cái nút này. Thành ra nó có mất thì đơm cái nút nó vô, 80 ngàn. Rồi ai mà 65kg thì lượm cái áo này đây, 80. Áo lấy chị Ngô Trang lấy. Ôi áo này to lắm chị Ngô Trang, sao bận vừa này. Chị ghi giá em 80 đi. Áo to lắm nha chị Ngô Trang. Chị sọc đen quần dài. Đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Của chị. Đúng rồi chị ơi, sọc đen á. Sọc cái sọc hồi nãy em mặc đúng không? Sọc em mặc đúng thì ok nha. Này em mặc thử cái này cho mấy chị xem nha. 80, cái của chị Ngô Trang lấy là 80. Nè cái này là cái lửng nha, hồi nãy là dài, còn cái này là lửng nha. Bận luôn, 55 ngàn của cô. Trời ơi, chồng bận cái váy. Ở chồng bận cái váy, nó bận nó vô với mai. Đây, ha, buộc cái dây ngoài trước nè. Đó, buộc cái nơ ngoài trước nha mấy chị. Trời ơi, bận ở trong nó bị độn nè. Sau nó độn mới lên phân quần dễ thương nha. Thun lên dễ mặc lắm, thun nó bằng thun nha mấy chị. Cái này là lửng, em có lửng với dài luôn á. Ai thích lửng thì lấy lửng, ở ngoài sau nó lưng thun nên đừng có lo. Lo nó co giãn, ngoài sau nó lưng thun ha. Cái này là lửng 55 ngàn luôn, dài cũng 55 ngàn luôn. Ta bán ta còn chia ra giá, mình phải chia mất luôn. Có quần ống rộng dài không? Có nha Huyền Huỳnh ơi, quần ống rộng dài có. Rồi còn sót lại một cái áo thun giấy tháng nè. Sót lại một cái duy nhất thôi. Rồi form nhỏ nha, sót lại một cái duy nhất thôi. Màu trơn không có nha. Rồi Avi Hương lấy cái đó là chị chốt cho Avi Hương cái này giùm em. Cái này là cũng 55 hả? Cái quần nãy em mặc á chị, chị Hồng Nhung. Quần đen sọc nha em, chị Hồng Nhung lấy cái quần này tên. Nè cái quần này của chị Hồng Nhung đúng không? Chị Hồng Nhung đúng thì ok nha. Quần Becky nãy em hết rồi, em còn mẫu khác rồi. Còn một cái thun thái duy nhất nè, 75 ngàn nha, ai lấy thì comment giùm em. Thun 75 nha, thun 75 nó là thun giấy luôn nha. Form này nhỏ, độ khoảng 52kg, 53kg trở xuống mặt đẹp. 52, 53kg quần rồi chị có. À, chua chị Huyền. Đúng rồi, sọc dài vậy không có Huyền Hình ơi. Đúng rồi, có một màu đó luôn Huyền Hình ơi. Rồi tiếp tục là quần dài nha, ai còn đang xem thì hốt ngay cái quần này nha. 70 ngàn đó chị. 70 ngàn nha, nó là dạng quần tây nha. Quần này là quần tây 70 ngàn nha. Quần tây chứ không phải là thun nha, cái dải này là dải quần tây. Rồi, quần nó màu xanh nè. Đặng Loan em lấy áo thun thái 75 ngàn nè chị. 75k nha Đặng Loan, ok nha. Đặng Loan có người có chưa ta? Đặng Loan có đơn rồi. Rồi ai lấy cái quần tây, quần caro này comment giùm em là quần caro nha, 70 ngàn nha. Nó là dạng quần baggy.
quần này muốn đẹp á thì có khoảng chắc 52kg trở xuống mặt đẹp nha. Đùi hết rồi em á, đùi từ từ. À cái quần này 52kg trở xuống mặt đẹp nha mấy chị. Ở trong em bận cái đầm nè, hai ba lớp thành ra nó bị khùng. Có dài không hả? Quần này không có dài, quần này là quần lửng nha. Rồi ai lấy cái quần caro này comment giùm em 70 đi. Caro 70 nha, 70.000. Đặng Loan ơi, Đặng Loan chưa có đơn hả? Đặng Loan chưa có đơn, cho số điện thoại đi Đặng Loan ơi. Rồi nha, quần caro 70.000. Chị lấy quần dài sọc đen nha em. Rồi ok, ok nha chị Nhung. Rồi caro 70k. Quần đùi em hết quần đùi rồi. Phong thủy caro xanh. Phong thủy caro xanh nè. Phong thủy khách mới đúng không? Chị đi giá 70 giùm em chị. Phong thủy khách mới thì cho số điện thoại luôn nha. Chưa có đơn rồi, chị thấy số điện thoại của em. Mua hai cái thì chị đi Đặng Loan ơi. Phong thủy. Rồi caro ok, Phong thủy cho số điện thoại nha. Rồi còn một cái caro này nữa, ai lấy thì comment giùm em là mã caro 2 đi. Rồi hết caro 2 ha, cũng cỡ khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp nha. 52 thì chiều cao đẹp lắm mấy chị. Quần caro này 70.000 luôn ha. Rồi caro mã 2 nha, tới bà Củ Chi Hồ Chí Minh nha Đặng Loan ơi. Còn cái màu này à bà Kim Liên Nguyễn ơi, em lấy hai cái nha Đặng Loan, đằng trên 100.000 chị mới ship hàng nha. Thu Thủy thôi. Có số điện thoại của Thu Thủy. Rồi Kim Liên lấy cái quần caro 2 nè, Kim Liên là bạn em. À đây. Cái quần sọc trắng nãy đi chị. Ok. Em ghi cái Kim Liên cho bạn. Kim Liên nè ha. Kim Liên. 70.000. Rồi là chị tặng em. Nè cho mấy chị, cho mấy chị xem cái sọc trắng quần dài nha. Đây. Lên form nó như thế này đây. Nó là quần ống rộng nha. Lên form là như thế này, nó là thun nha. Thun dài nha mấy chị. Thun dài ha. Em có thun dài với thun lửng nha. Đó. Tới đây. Em làm khoảng 1m6 mấy chị canh nha. Đây. Nó là dạng quần ống rộng nha. Đừng mua về rồi nó không quá rộng nha mấy chị. Có 55.000 thôi. Quần đùi trắng hồi nãy quá à, quần đùi trắng hôm bữa like rất là nhiều. Cái quần đùi trắng đó là chị có đủ size luôn, hôm bữa là có khoảng 10 mấy cái. Rồi chị, cái này của Huyền Huỳnh nè chị, 55.000 cho Huyền Huỳnh, ok nha Huyền Huỳnh. Rồi cái đó là có sọc đen cũng rất là đẹp luôn á, sọc đen sọc trắng rất là đẹp luôn, quần dài quần lửng. Đây là một cái áo nhờ form rất là to trong cái logo xì luôn. Ai mua hàng của logo xì rồi thì biết nha, sale cáo này luôn ha, đâu còn sót lại một thằng duy nhất. Hôm bữa trong shop bán nhiều rồi, rồi luôn trong bữa trong shop bán cái này 160.000 ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là sơ mi xanh nha, nó là 70kg bằng vô tư ha. Sơ mi xanh 70kg bằng được luôn nha mấy chị. Sơ mi nghe dạng sơ mi giải thì khỏi chơi, giải mà nó nhăn là do thiết bọc thôi nha. Giải cái này giặt một nước một rồi nó nhảy ra liền nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này sơ mi xanh 70kg bằng cái dạng unisex thì comment giùm em là unisex nha. Comment giùm em là màu xanh nha, nó là dạng unisex, nó là áo sơ mi unisex nha. Xanh. Theo cho mấy chị luôn nha. 80.000 ha. Ok, thì mình để chị lấy ha. Lấy cái đó đi. Nó là cái chị đang cầm á Ngọc. Coi lại phải không? Không, nó lấy cái người Quỳnh lấy cái đó mới rồi đây, mới có cái đầu tiên nha. Đúng rồi, Quỳnh là khách quen. Rồi, lấy cái đen cho em coi luôn đúng không? Hân Huỳnh một cái xanh nè. Rồi 80.000 chị Hân Huỳnh nha. Hân Huỳnh thì có đơn rồi. Hân Huỳnh là chị. Đi giá, em đi rồi. Đẹp lắm Hân Huỳnh ơi. Đây là cái đen nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen nha, sọc đen nha. Sọc đen, nó là sọc đen dài nè.
free size mấy chị ơi. Sơ mi xanh hết rồi chị Từ Thảo ơi. Trời, chị Từ Thảo comment sao uổng sơ mi xanh nó đẹp lắm. Có cái một. Hôm bữa trước bán 100 mấy ngàn. Không có hàng để bán. Bây giờ nó còn sót lại. Rồi sọc đen 55k. Ủa quá, cái cho chị Thảo quá. Cái xanh nó đẹp quá. Nãy giờ mạng lát cũng coi được gì hết. Chắc mạng lát á. Rồi nha. Rồi còn cái quần thai này sale luôn cho mấy chị 55 ngàn luôn nha. Cô chị lụm á chị Ngô Trang ơi, lụm còn sót lại chứ thật sự lắm còn đâu. Rồi ha. Quần hoa này em còn một cái duy nhất 55 ngàn luôn nha. Quần hoa. Lấy thì comment giùm em là hoa đi nha. Quần hoa 55k. Và trước có cái sợi dây thắt nè, đừng có lo nó là size ống rộng đó mấy chị ơi. Nó là dạng quần lửng nha. Nó là dạng quần lửng như thế này. Rồi, quần hoa 55k. Lấy thì comment giùm em quần hoa. Ủa, Huyền Huỳnh comment gì lấy em, lấy cho em vậy? Lấy cho em, lấy cái nào Huyền Huỳnh ơi? Huyền Huỳnh em lấy cái nào ta? Lấy cái quần đen đúng không Huyền Huỳnh? Lấy giờ hai quần đúng không? Huyền Huỳnh cái này với cái kia đó em đưa rồi. Đúng rồi, Huyền Huỳnh hai cái chị, một cái trắng với cái đen đó chị. Cái đen nào? Cái đen kia phải không? Cái này em thử cái dưới kéo không? Cái này là cái áo. Để em coi là comment của Huyền Huỳnh nè. Chốt á. Đúng rồi, Huyền Huỳnh nó chốt á chị ơi. Là cái đen nè, Huyền Huỳnh hai cái nha. Đây là cái em thử đúng không? Đúng rồi, cái đen đó đó chị. Đây là đen. Dài nha Ngọc. 55 đúng không? 55 ngàn dài mới đúng nha chị, lửng là không đúng, lửng là không đúng nha chị. Dài, ở đây ghi dài. Ờ, dài là mới đúng á. Để em coi còn gì sale, sale đợi em tí chút chứ. Còn phun xì nha chị Ngô Trang. Thánh thằng ơi, thôi nè, tôi xeo hết cái đống này cho mấy bà luôn. Bạn lắc á hả? Dạ ok nha. Tới hai màu đen á hả? Là cái này đen sọc trắng và cái trắng sọc đen. Nè, có Quyền Quỳnh nè, một cái đen sọc trắng với một cái trắng sọc đen là thấy không em? Đó, Quyền Quỳnh nha ha, ok. Rồi bắt đầu em sale nha. Tô xì đúng không? Chị Trang yêu cầu tô xì đúng không? Tô xì thì có tô xì đây. Phu thủy chân váy lên, chua chua lên chân váy em à. Phu thủy ơi, chua lên chân váy nha em. Chắc hôm nay chị like chân váy không kịp quá à. Chân váy nguyên một lô nó nhiều quá, nên bắt buộc phải lai một ngày một đêm trọn vẹn của nó ha. 70 ngàn nha, ai lấy thì comment giùm em 70 nơ 70 nha. Rồi nó đụng vô đèn chắc căng thẳng rồi cách nơ nha, nó có cái nơ ngoài trước ngực nha, cái nơ rất là đẹp ha. Rồi ai lấy thì comment giùm em nơ 70 ngàn nha, nơ 70 ngàn. Mấy cái này resize nha mấy chị, nó không có size đâu, đừng hỏi em size gì, em canh số ký cho. Cái này là nó khoảng 55kg, 56kg trở xuống mặt đẹp nha. Nơ, 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 nơ. Còn cái quần ống rộng hoa đó, lụm đi Quyền Quỳnh. Còn quần ống rộng nhưng mà nó cũng sọc đó, nhưng mà nó sọc nhuyễn hơn. Nó còn sọc đó nhưng mà nó cũng màu đen trắng, nhưng mà một cái là sọc to, cái là sọc nhỏ Quyền Quỳnh. Rồi nha ha, ai lấy cái này 70 thì comment giùm em là nơ 70. Đây là nơ cô xì của chị Trang nè. Ôi, chị Trang ơi, nó là cô xì nè chị Trang ơi. Ủa cái này là nó mất tiêu cái nút rồi. Mất tiêu cái bọc đính nút, nhưng mà nó cũng nút của nó đây nè ha. Nút cái bọc đi kèm thì không có, quan trọng gì chị Ngô Trang mua hàng này chị Ngô Trang biết nó có cái bọc đi kèm nữa. Nó rớt ở đâu rồi, em đính cái nút này lại ha. Rồi, đó, cô xì nha. Rồi ai lấy cái áo này thì comment giùm em là trắng 80 luôn đi, sale 80k luôn. 80 luôn ha. Trắng 80 luôn. Cổ của nó như thế này đây.
Hàng mà không xịn không mấy tiền mấy chị. 160 ngàn nha. Còn có một cái xe 80. Còn có một cái cho cái kiểu này xe 80 ngàn cái này nha. Trắng 80 cho mèo Salem nè. Mèo Salem lụm nhanh tay. Rồi chết. 80. Rồi 80 ngàn luôn ha. 80 ngàn luôn. Sao tối dữ vậy ta? 80. Còn nha Huyền Hình, nhưng mà nó cũng là sọc sọc như vậy, nhưng mà nó là sọc nhỏ hơn nha. Nó cũng bị trang như vậy, nhưng mà nó là cái sọc to cái sọc nhỏ nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là bèo 80 đi nha. Nó là bèo như thế này nè, nó là trong lô cô xì luôn. Rất là xịn. Rất là xịn, rất là xịn ha. Size này là size L nha mấy chị, size L nha. Size L. Quá đẹp. Trời ơi, có mấy cái áo vàng không lấy nha. Áo vàng hình như là sao đem chưa vô. Ừ, để lấy anh vô lại cho. Chị Ngô Trang, chị Ngô Trang sao comment chậm dữ vậy. Rồi ai lấy cái bèo này comment giùm em là bèo 80 nha. Bèo 80, bèo 80. 80 kìa, để cái đó. Chị Ngô Trang á. Hay là chị Ngô Trang lấy cái trước, trời. Cái trước hết rồi, cái trước của bằng mèo lấy nha chị Ngô Trang. Rồi cái bèo này cho chị Ngô Trang nha, bèo 80 nha. Rồi cho Quỳnh Quỳnh coi cái sọc còn lại nè. Ok, từ từ. Nè cái sọc còn lại nha Quỳnh Quỳnh. Cái sọc hồi nãy là em lấy sọc to nha. Rồi ổn quá. Cái sao có người chốt rồi, cái bèo đó có người chốt rồi nha. Ok, này là cái lửng thôi. Chị ơi có bị lộn cái của Quyền Quỳnh không chị? Chị dở ra giùm em, chị coi cái màu trắng không lộn đâu, cái màu đen á. Cái màu đen nếu mà nó dây là nó lộn á. Nó để dài mà. Không. Cái này của nó mới đúng nè, hết rồi, vậy là dài hết rồi nha. Cái này của nó mới đúng nè. Dây là lửng á. Ừ. Cái sao ok nha chị. Ừ. Cái này là lửng nè. Rồi hết rồi Quyền Quỳnh ơi, còn không đi. Còn nhưng mà còn lửng không à, không có còn dài. Chị Niệm Lam mới ao ra hả chị Niệm Lam? Giờ ngay mấy cái áo đẹp. Chị Ngô Trang. Rồi em còn lửng thôi nha, dài hết rồi. Chị Ngô Trang cái sao là cái bèo đúng không? Đúng rồi, cái bèo. Vậy nè, cái màu vàng này, màu vàng này đẹp mà. Để xe cho mấy chị như giờ 70 ngàn đúng không? Nè, 70 ngàn nha, vàng rất là đẹp. Vàng dễ thương lắm, giải này là giải von nha. Áo này là áo mango xuất khẩu nha. Cái đầu hả, cái đầu bé mèo Salem lấy rồi chị ơi. Thấy rồi, cái đầu em không có. Mèo Salem lấy cái đầu rồi, cái sau là cái bèo á, cái bèo chị Ngô Trang lấy ha. Rồi ai lấy cái vàng này comment giùm em vàng nha, 70k. Cái này sửa được á chị ơi, mấy cái này giải đẹp là sửa được trơn. Ôi trời ơi, cái này đẹp thiếu thần. Cái này trong cái lô lên xịn nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là vàng 90. Nó là đây nè mấy chị nhìn hoa văn của nó, trong cái lô này là lô lên xịn nha. Cái tay ngắn em nói to ấy. Cái tay ngắn to là cái nào ta? Cái tay ngắn to là cái nào ta? Chị Ngô Trang lấy cái xanh đúng không? Cái nào ta không nhớ. Rồi ai nơ chứ phải to đâu chị ơi. Rồi ai lấy cái vàng 90k nó là len nha, comment giùm em vàng 90 nha. Len cực kỳ đẹp, len này quá đẹp. Len này xuất khẩu hôm bữa bán 130 ngàn nha, bây giờ bán có 90 ngàn luôn. Rồi chị Niệm Lam này chị ơi, cho em mượn cái chiếc lông đi chị, chiếc lông bên em không ok nha chị Niệm Lam. Vàng 62, vàng có người chốt rồi chị ơi. Vàng 90 ngàn, vàng 90 ngàn. Coi này là gì, xem cho mấy chị luôn nè.
vàng. Chị Ngô Trang lấy trước hả? Cái đó của chị Niệm Lan, chị ghi giá cho em 90 đi. Chị Ngô Trang ơi, cái đó là của mèo Salem comment trước rồi chị ơi. Mèo Salem comment trước rồi đó. Rồi ai lấy cái trắng này? Trắng này 70k. 70 luôn. Thôi bán lỗ 70 cho mấy chị luôn nha ha. Lỗ 70 luôn nha. Của mèo Salem á chị Ngô Trang. Hình như cái đó là của mèo Salem á. Chị Niệm Lan mà. Không phải cái kia kìa chị ơi. Mèo Salem á chị, cái comment trước chị là của mèo Salem á, cái cổ mà thắt ở đây nè. Rồi nha, ai lấy cái trắng 70 comment về trắng 70 nghe, cái này là giải von nha. Giải von. Cái form này là có khoảng 58 kg trở xuống thôi. Muốn đẹp thì bận rộng là có khoảng 54 kg thôi mấy chị, mình 54 đi cho nó chắc, 54 nha. Rồi nha, còn có hai mẫu này em ọp nha mấy chị. Rồi 70 nè, rồi 70 cho chị Niệm Lan một cái nè. Cái 70 này dễ mềm lắm nha. Rồi 70 em còn một cái nữa thì lụm giùm em nha mấy chị. Rồi hết nha mấy chị ơi. Còn mấy cái này nhưng mà để hôm nào em sale cho mấy chị. Cái tay ngắn có phối ren là cái này hả chị? Rồi nha, em để em vô cái này cho mấy chị xem cái. Em vô cái này cho mấy chị xem cái. Cái tay ngắn có phối ren là cái này đúng không ta? Phải cái này không chị? Cái này chưa ai lấy nè ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là nơ nha. Cái này là form nhỏ chứ không có to đâu. Cái này có khoảng 54 kg trở xuống, 54-55 kg thôi. 54-55 kg ha. Cái tay ngắn nè, cái này là nơ. Cái tay ngắn. Rồi ai lấy thì comment giùm em là nơ đi. Nó có cái nơ buộc ngoài trước em nói cho phân biệt. Cái nơ màu hồng nè, cái dây nơ buộc nè. Rồi xong ha mấy chị ha. Chamorro giữ đơn, giữ ở trong live sao nha Chamorro. Coi giùm chị nha. Trong live sao nha Chamorro. Rồi nha, ai lấy cái này thì comment giùm em là nơ đi, hồng nơ đi, hồng dây gì đó ha. Hồng nơ, hồng dây gì đó nha mấy chị. 70 ngàn luôn ha. Ờ, à, quên, còn sót cái màu đỏ nữa nè. Chị Ngô Trang trúc đầu live stream hả? Cái nào ta? Không nhớ nữa chị Ngô Trang ơi. Rồi nha, cái này là có khoảng 50 kg trở xuống thôi. Ai lấy thì comment giùm em đỏ 50 nha. Hôm nào nha bạn Chamorro nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em đỏ nha. Nó có khoảng 50 kg trở xuống thôi ha. Đỏ nha, 70k luôn mấy chị ơi. Đỏ này là giải von nha. Cái bọc của chị Ngô Trang đâu, lụm giùm em cái chị. Để em kiếm cái của chị nha chị Ngô Trang ơi. Rồi đỏ 70 với cái nơ 70 chị Ngô Trang ơi. Cái áo đồ đi đợi chút xíu nha chị Ngô Trang. Chị Niệm Lan cái đỏ nè. Dạ ok, cái đỏ này là form nhỏ, cỡ khoảng 50 kg trở xuống thôi nha chị Nguyễn Lan. Dạ, đây, cái chị Niệm Lan. Đây nè chị Ngô Trang ơi. Đúng rồi, cái đầu của chị nè, 80 ngàn nè, rồi ha. Cái này thâu lại được nha chị, nó là form rất là rộng nha, rất là rộng. Form cánh voi nha. 50 kg trở xuống á chị ơi. Chị Niệm Lam ơi, tại vì cái form đó, cái vai nó hơi nhỏ thôi ha. Rồi, đây là cái áo của chị Ngô Trang lúc đầu like 80 ngàn nè. Nó rộng nha, nó có khoảng 65 kg á chị Ngô Trang. Thâu lại thì nó bị mất form á chị, thâu lại không được đâu. Tại vì nó là cánh dơi nha, thâu lại không được đâu. Nếu mà lấy thì chị lấy, còn lấy chị xả ra đi để thâu không được. Không được, tiếc lắm. Rồi nha, lấy thì lấy, còn lấy phải ra đi chị, để thâu có được đâu chị Ngô Trang. Thâu uổng lắm. Cái này là form to nha, ai 65 kg nó lụm nha. Rồi chị Niệm Lan không vừa.
Chị dục cáo chị niệm lâm xuống giùm em coi. Chị niệm lâm màu đỏ hả? Ờ đỏ nhưng mà không có vừa rồi. Tại vì em nghĩ là có khoảng 50kg thôi. Và em xả nha nha chị. Rồi, ai không vừa để em xả ra. Ai không vừa để em xả ra cho. Rồi em xả cái cánh dơi của chị Ngô Trang nè. Ai có mua giùm á, mua giùm người thân á thì mua nha. Thì nó là form rất là to, có khoảng 70kg. Một bên cũng là ren lỗ nè, nhưng mà ở trong có lót không có hở đâu ha. Rồi. Ai lấy cái này thì comment giùm em là 70 luôn đi, nó là 70kg luôn á. 80k. Đúng rồi chị ơi, thâu vô mất cơm ổn lắm. Giờ nha em ở đây hẹn mấy chớ bữa sau em theo tiếp nha. Em bán sốt, thành ra cái nào mà sốt luôn để lại thì em sale hết nha. Bye bye mấy chế.